Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 841, Tiêu Chính Văn bị thương. Flycam càng lúc càng thấp, từ khoảng cách thẳng đứng với Jessica ban đầu là 50m, dần dần xuống 40m, 30m, thậm chí là 20m. Nhưng không ai để ý đến điều này, vì có rất nhiều người điều khiển Flycam muốn quay cận cảnh Jessica, cho nên không ngừng áp sát cô ta. Nhưng khi khoảng cách thẳng đứng giữa Flycam và Jessica chưa đầy 20m, Tiêu Chính Văn đã chú ý đến chuyện này. Mặc dù anh chưa từng điều khiển Flycam, cũng chưa dùng máy ảnh, nhưng anh biết rằng chụp không phải càng gần càng tốt, mà muốn có ảnh và video đẹp thì cần có khoảng cách và góc chụp phù hợp. Nếu khoảng cách quá xa thì sẽ chụp không rõ, dẫn đến chất lượng video hoặc ảnh kém, nhưng nếu chụp quá gần thì cũng sẽ gây ra tác dụng ngược, ảnh hưởng đến tiêu điểm. Hiển nhiên Jessica không hề nhận ra chiếc flycam đang càng lúc càng tiến lại gần cô ta đang thu xếp lại những thứ vừa ghi lại về vấn đề lúc nãy, hơn nữa thỉnh thoảng còn mỉm cười rạng rỡ nhìn mọi người. Đột nhiên, đầu óc của Tiêu Chính Văn trở nên tê dại, anh hoảng sợ khi phát hiện ra rằng ánh đèn xanh đang nhấp nháy của chiếc flycam vụt tắt. Không hay rồi, cẩn thận. Tiêu Chính Văn lao tới, nhanh chóng đẩy Jessica ra. Jessica bất ngờ bị đẩy ra nên hoảng sợ, cô ta hét lên rồi ngã phịch xuống đất. Người dưới sân khấu cũng kinh ngạc, không biết tại sao Tiêu Chính Văn lại đột nhiên hung hăng lao vào Jessica như vậy. Đám vệ sĩ của vua Hắc Long đi cùng Tiêu Chính Văn cũng sững sờ, lẽ nào người tấn công công chúa chính là người bên mình. Nhưng giây tiếp theo, bọn họ biết mình đã nhầm. Chiếc flycam dài 1,5 m rơi xuống, đập vào lưng Tiêu Chính Văn. Bùm! Flycam rơi xuống đất, một tiếng nổ lớn vang lên, một vệ sĩ phía sau Jessica bị nổ máu thịt bê bết. A! Tiếng la hét thất thanh vang lên, cho thấy sự sợ hãi vì tai nạn bất ngờ. Tiêu Chính Văn cũng khẽ rên lên vì bị flycam đập phải, nhưng anh không hề hoảng sợ. Anh sải bước đến bên cạnh Jessica, giống như sư tử mẹ bảo vệ sư tử con, ôm cô ta vào lòng, cảnh giác nhìn lên không trung. Đối phương hành động rất kín đáo, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không ngờ được rằng flycam dùng để quay phim chụp ảnh lại có vấn đề. Bởi vì anh luôn cho rằng đối phương muốn tập kích công chúa, thì nhất định sẽ dùng người để tập kích, dù sao con người cũng dễ khống chế được hiện trường hơn. Nhưng anh không ngờ, bọn họ lại tạo nên tai nạn này. Nếu công chúa Jessica bị flycam đâm chết thì ai có thể nghĩ rằng đây là một kế hoạch đã được sắp xếp chứ? Trời ơi! Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Jessica tức giận hét lớn. Cô hỏi chúng tôi cũng không biết đâu. Chuyện này cô phải hỏi bản thân cô xem có những ai muốn giết cô, Tiêu Chính Văn nói nhỏ. Tiêu Chính Văn không dám lơ là, có trời mới biết sẽ có thêm chiếc flycam nào khác đâm tới hay không. Mấy người các cậu nhanh chóng điều khiển hết mấy chiếc flycam đó đi, Tiêu Chính Văn nói. Đám vệ sĩ nhanh chóng phản ứng lại. Vội vàng chỉ huy điều khiển. Một phút sau, trên không trung không còn chiếc flycam nào nữa. Lúc này Tiêu Chính Văn mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chạm vào vết thương trên lưng, đau đến mức nhăn mặt nhíu mày. Khi tâm trạng căng thẳng, có thể sẽ không cảm nhận được cơn đau, nhưng một khi cảm xúc được thả lỏng thì cơn đau sẽ càng trở nên nặng nề hơn. Anh sợ tấm lưng đã bê bết máu. Anh không sao chứ? À! Anh chảy nhiều máu quá. Jessica nhìn thấy lưng Tiêu Chính Văn bị thương, nhưng cô ta không ngờ vết thương lại nặng đến vậy. Cô ta chạm vào lưng Tiêu Chính Văn, thấy toàn là máu, ướt đẫm cả một mảng lớn. Không sao, cô không bị thương chứ, Tiêu Chính Văn hỏi. Tôi không sao, cảm ơn anh, nếu không có anh thì có lẽ mạng của tôi không còn rồi. Thật sự cảm ơn anh, Jessica nói. Có vẻ như nguy hiểm tạm thời đã được loại bỏ. Anh bị thương nặng lắm sao? Jessica lo lắng hỏi. Đừng lo, binh lính của Hoa Quốc không dễ gục ngã vậy đâu. Tiêu Chính Văn lắc đầu, ra hiệu cho Jessica đừng lo lắng cho anh. Nhưng đôi mắt của Jessica vẫn đầy ắp sự lo lắng, cho đến khi xe cấp cứu đến hiện trường, Jessica cũng theo Tiêu Chính Văn lên xe cấp cứu. Cô ta nhất quyết muốn đi theo Tiêu Chính Văn đến bệnh viện. Bởi vì cô ta nhìn thấy vết thương phía sau lưng của Tiêu Chính Văn là do ảnh hưởng của vụ nổ, quần áo của anh cũng bị rách. Xử lý vết thương xong rồi, chỉ bị thương ngoài da thôi, không có phần xương hay mô mềm nào bị tổn thương cả,
sinh hoạt bình thường hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sau khi băng bó xong cho Tiêu Chính Văn, bác sĩ liền rời đi. Công chúa Jessica, cô có thể về rồi, chẳng phải cô còn phải đi đến các nước khác diễn thuyết sao? Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Tiêu Chính Văn thúc giục. Không, tôi vừa thay đổi kế hoạch rồi, ngày mai mới đi, anh yên tâm đi. Jessica lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ xinh đẹp. Người đàn ông Hoa Quốc, anh không sao chứ? Hiện giờ anh cảm thấy thế nào, chắc là đau lắm nhỉ? Jessica lo lắng hỏi. Không sao rồi, công chúa cao quý, thực ra cô không cần gọi tôi là người đàn ông Hoa Quốc, tên tôi là Tiêu Chính Văn, gọi như vậy sẽ thoải mái hơn. Tiêu Chính Văn, được, từ nay tôi sẽ gọi anh là Tiêu Chính Văn, Jessica nói. Công chúa Jessica, cô không sao chứ, tôi nghe nói cô gặp tai nạn rồi. Vua Hắc Long bước vào phòng bệnh, mặt đầy vẻ lo lắng. Đúng vậy, may là có vệ sĩ của ông phản ứng kịp, cứu được tôi, nếu không tôi nhất định đã chết rồi, Jessica nói. Bảo vệ công chúa là điều chúng tôi nên làm mà. Vua Hắc Long lắc đầu, nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lắc đầu, tỏ ý anh không có vấn đề gì lớn. Công chúa, tôi biết cô đã tạm thời thay đổi lịch trình, vậy cô hãy tới chỗ tôi nghỉ ngơi, ở đó đảm bảo an toàn tuyệt đối, vua Hắc Long nói. Nhưng, tôi muốn ở đây chăm sóc anh ta, Jessica nói. Cô về nghỉ ngơi trước đi, chỗ ông ấy rất an toàn. Cô ở đây, nếu như lại có người đến tập kích thì tôi không đảm bảo có thể phản ứng nhanh như trước được nữa. Tiêu Chính Văn cười nói. Được rồi, vậy tôi sẽ quay lại thăm anh sau. Jessica do dự, miễn cưỡng rời đi dưới sự hộ tống của một đám vệ sĩ. Vua Hắc Long bảo người ra ngoài. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại ông ta và Tiêu Chính Văn. Đám người này thật thông minh, ngay cả cậu cũng mắc bẫy, vua Hắc Long cười nói. Hắc Long, tôi phát hiện ra một chuyện, mỗi lần tôi gặp chuyện, hình như ông đều rất vui. Tiêu Chính Văn không khách sáo nói. Không phải, không phải, cậu bị thương vì tôi thật sự xin lỗi. Vua Hắc Long giả bộ cúi đầu. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Chuyện phía sau giải quyết thế nào rồi, Tiêu Chính Văn hỏi. Chương 842, kẻ địch tấn công. Đã xử lý xong rồi, 99% vụ công kích này có mưu tính từ trước, chỉ là may mắn che giấu được mà thôi. Chúng tôi đã tra ra được chủ nhân của chiếc flycam kia là một chuyên gia của Hoa Quốc, nhưng khi tìm tới ông ta thì ông ta cũng đang đi tìm chiếc flycam của mình, vua Hắc Long nói. Không phải ông ta làm sao, Tiêu Chính Văn hỏi. Không phải, chúng tôi đã tiến hành thẩm vấn, có đủ chứng cứ chứng minh không phải ông ta làm, có thể ông ta cũng không phát hiện flycam của mình đã bị người khác động tay động chân vào, vua Hắc Long nói. Bây giờ để tránh dẫn tới những rắc rối không cần thiết, chúng ta chỉ có thể nói với bên ngoài đây là việc ngoài ý muốn, may mà công chúa không sao, hơn nữa bên công chúa cũng biết thực ra chúng ta đã cố hết sức để tránh những điều không mong muốn rồi, vua Hắc Long nói. Sau đó, Tiêu Chính Văn và vua Hắc Long ngồi lên xe, đi cùng đoàn đội về doanh trại. Đó là cách giải quyết không thể tốt hơn rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu, bày tỏ sự đồng ý với vua Hắc Long. Hừ, thật không ngờ, đám danh này dám ra tay trên đất của Hoa Quốc chúng ta, lại còn dở trò trên địa bàn chiến khu Nam Lĩnh, tôi nhất định phải xả cục tức này. Vua Hắc Long vung mạnh nắm đấm, cực kỳ tức giận. Đối phương rõ ràng biết Vân Thành là địa bàn của vua Hắc Long ông ta, vậy mà còn dám gây chuyện lớn như vậy, chắc chắn là đang coi thường ông ta. Đúng là leo lên đầu ông ta để tiểu tiện, thật quá quát. Người của ông điều tra ra được gì chưa? Là người của ai? Tiêu Chính Văn hỏi. Đợi đã, tôi vừa nhận được tin nhắn. Vua Hắc Long nghe âm thanh báo tin nhắn của mình, lấy điện thoại ra. Lúc lâu sau, vua Hắc Long nhíu chặt mày. Sao thế, không có manh mối gì à? Tiêu Chính Văn thấy sắc mặt ông ta rất khó coi liền hỏi. Cũng không phải không có manh mối, mà là sự việc tiến triển quá nhanh, vua Hắc Long lắc đầu. Tiến triển nhanh thì sao ông lại sầu não như vậy, mau nói cho tôi biết là ai, Tiêu Chính Văn hỏi. Người đã động tay động chân vào flycam kia đã bị chúng tôi tìm thấy, chỉ là người đó đã tự sát. Vua Hắc Long hít sâu một hơi, chậm chạp nói. Tự sát, xem ra đối phương rất kín kẽ. Tiêu Chính Văn nghe thấy liền cực kỳ kinh ngạc,
âm thầm cảm thán. Có thể thấy, kẻ đứng sau sự việc flycam này thực tế lại là sĩ tử hoặc một quân tốt nào đó của đối phương. Nhiệm vụ đã hoàn thành thì không có lý do gì để sống. Việc này không thường thấy nhưng cũng không hiếm lạ, kiểu liều lĩnh này là khó đối phó nhất. Thử nghĩ mà xem, đối phương dùng một con cờ vô danh tiểu tốt tới hại anh, đợi anh muốn báo thù thì đối phương đã không còn nữa, điều này khiến vua Hắc Long có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Thật khiến người khác phải phiền lòng. Ông đừng trưng ra bản mặt đó nữa, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của tôi, lần này không thành công, đối phương nhất định sẽ tấn công tiếp. Trước mắt ông cần làm là bảo vệ tốt cô công chúa đó, đừng để xảy ra sơ hở nữa. Tiêu Chính Văn có lòng tốt nhắc nhở. Vua Hắc Long gật đầu, tỏ ý Tiêu Chính Văn nói có lý. Hừ, chỉ cần bọn chúng dám xuất hiện trước mặt tôi dám chắc sẽ khiến bọn chúng phải hối hận vì đã tới đây. Vua Hắc Long hung hăng nói. Nói tới đây mới nhớ, cô công chúa đó ở chỗ ông đêm nay chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Tiêu Chính Văn tùy ý hỏi. Có thể có chuyện gì được chứ? Nơi khác tôi không biết, chứ doanh trại của vua Hắc Long tôi chẳng lẽ không an toàn sao? Nếu chỗ tôi không an toàn thì chỉ e cả Vân Thành không có nơi nào an toàn nữa. Vua Hắc Long không vui khi bị Tiêu Chính Văn nghi ngờ ông ta như vậy. Trong khi Tiêu Chính Văn và vua Hắc Long nói chuyện trên xe, phía trước đột nhiên phát ra tiếng nổ cực lớn. Mẹ kiếp, các người làm gì ở đây vậy vậy? Diễn tập phá bom sao? Vua Hắc Long mắng. Long Vương, có địch tập kích, có côn đồ ngăn xe của chúng tôi, trên tay bọn chúng có súng, uy lực không hề tầm thường, chúng tôi đang cố hết sức để ngăn cản. Một binh lính của chiến khu Nam Lĩnh vội vàng chạy tới. Muốn chết à, mẹ nó, đám người này còn dám tới thật, các cậu bảo vệ công chúa cho tốt, vua Hắc Long gầm lên. Tiêu Chính Văn lập tức xuống xe. Jessica cũng được đưa xuống, được bảo vệ bên cạnh từng giờ từng phút. Đối phương có súng, nếu ngồi trên xe rất dễ biến thành cái bia sống. Tiêu Chính Văn bình tĩnh quan sát số lượng người bên đối phương, rồi nhanh chóng đưa Jessica tới nơi an toàn. Kẻ địch đột nhiên ập tới, số lượng ít nhất cũng 50 người, lúc bình thường thì thuộc hạ của vua Hắc Long căn bản không hề sợ hãi kẻ địch tới tập kích, nhưng hiện giờ số người bảo vệ công chúa chỉ có mười mấy người. Tuy nhiên quân Hắc Long có tố chất tổng thể cao, hành động nhanh nhẹn nên dù có mười mấy người vẫn khiến kẻ địch không tấn công vào quá sâu. Đúng vào lúc này, những vệ sĩ bên người công chúa Jessica đã bị đối phương đánh tan tác, chỉ còn lại ba binh lính quân Hắc Long bảo vệ bên cạnh cô ta. Ba người họ bảo vệ Jessica không ngừng lui về sau, di chuyển tới vị trí an toàn hơn. Lửa trong doanh trại bốc cháy cao vút. Màn đạn của súng liên thanh bắn ra như con rắn lửa không ngừng đan dệt trên không trung. Trang bị vũ khí của quân Hắc Long hiện đại nhưng của đối phương cũng không thua kém, nhất thời cuộc chiến cực kỳ ác liệt. Mặc dù quân số chiếm ưu thế nhưng quân Hắc Long chiến đấu chống trả kiên cường, nên đòn tiến công của đối phương rất chậm chạp. Tuy nhiên rõ ràng đối phương đã khống chế được, chuẩn bị gia tăng công kích ác liệt hơn nữa. Dầm! Đối phương ném ba quả lựu đạn tới. Binh lính quân Hắc Long không tránh kịp nên đã bị bom đả thương. Quả lựu đạn tạo thành lỗ hổng lớn của quân Hắc Long, quân địch liều mạng dùng hỏa lực tới ba vị trí này. Bảo vệ công chúa cho tốt, anh em của chúng ta sắp tới rồi, chúng ta cùng lắm phải cầm cự thêm 10 phút là có viện binh. Một trong các binh lính Hắc Long hét lên. Bùm bùm bùm. Nghênh đón bọn họ chỉ toàn là lựu đạn của địch. Tốc độ công kích của quân đối phương nhanh hơn rất nhiều. Quân Hắc Long lùi lại, những gì có thể che chắn được sau lưng bọn họ đã ít đi rất nhiều. Một khi không còn ưu thế cộng thêm việc không được che chắn, quân Hắc Long bên này chỉ e là không chống đỡ được quá lâu. Rầm rầm rầm. Các cậu mau đưa công chúa cách xa khu vực giao chiến, tôi đi giết kẻ địch trước, Tiêu Chính Văn nói. Anh biết mình phải ra tay, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Vậy được, anh yên tâm. Một trong các binh lính của quân Hắc Long nói, sau đó chia ra ba hướng bảo vệ bên cạnh công chúa, rời sang một bên. Lại có thêm vài quả lựu đạn ném tới, trong số đó vừa khéo ném ngay bên cạnh Jessica. Công chúa cẩn thận. Một trong ba chiến sĩ Hắc Long nhanh tay nhanh mắt đẩy công chúa ra nhưng chân anh ta đã bị lựu đạn nổ đứt rời. Bùm! Binh lính Hắc Long đó chịu đựng cơn đau, vừa đi khập khiễng vừa phối hợp bảo vệ công chúa lùi lại.
Sau lưng đã không còn chỗ để che lấp nữa rồi, một binh lính quân Hắc Long tuyệt vọng nói. Đối phương đã tới rất gần, nhưng viện binh vẫn chưa tới, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn công chúa bị bắt đi, nhiệm vụ sẽ thất bại sao? Chương 843, một đấm tan xác. Lúc này, chiến thuật mà quân lính Hắc Long dày công tập luyện được thể hiện một cách hoàn mỹ. Nơi này là rừng rậm, cây cối chính là chốn ẩn nấp tốt nhất, bọn họ thường đến đây để diễn tập, nên hết sức quen thuộc địa hình nơi này, bọn họ liên tục di chuyển qua một bên, giành được thêm chỗ trú ẩn. Chỉ cần cố gắng cầm cự thêm chút nữa, quân tiếp viện sắp đến rồi. Không được rồi, phía sau là một khoảng đất trống khá rộng, nếu đối phương ném lựu đạn ở đó, chúng ta không tránh thoát được. Không ổn, không thể lui về phía đó. Một quân lính Hắc Long hét lên. Thế nhưng nếu không lui về bên đó, vậy bọn họ sẽ bại lộ trong tầm ngắm của đối phương, nếu thế tất cả sẽ trở thành mục tiêu của bên kia. Làm sao đây? Tôi lên đón địch, mấy cậu đi mau. Một trung đội trưởng quân Hắc Long lớn tiếng dặn dò, sau đó vội xông ra ngoài, thu hút sự chú ý của hỏa lực. Bấy giờ chỉ còn lại hai quân lính Hắc Long ở bên cạnh bảo vệ công chúa Jessica, mà một người còn bị thương ở chân. Công chúa Jessica, đừng sợ, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô. Binh lính Hắc Long bị thương ở chân nói. Được, tôi tin các anh. Jessica không hề tỏ ra hoảng sợ, trái lại còn bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc. Hai, lúc này rồi, cô không thể tin tưởng tất cả mọi người, người lính Hắc Long còn lại khàn giọng, nói. Bùm. Ánh mắt hắn lạnh lùng, bắn một phát súng vào đồng đội đang bị thương ở chân, đột ngột khiến đối phương mất đi cả năng lực hành động. A! Jessica hét lên, không ngờ người vẫn luôn bên cạnh bảo vệ mình, lại là người xấu. Một vài binh lính Hắc Long khác đang giao chiến ở phía trước cũng quay đầu qua, ánh mắt kinh hoàng. Pằng pằng pằng. Chính vào lúc họ mất tập trung, hỏa lực của đối phương đã lên đến đỉnh điểm. Sức công phá cực lớn khiến họ không ngóc đầu lên nổi. Nội ứng của chúng tôi đã đơn độc tiếp cận mục tiêu để giết cô ta rồi. Một tên côn đồ hét lên. Anh không phải lính Hắc Long sao? Tại sao lại nổ súng giết đồng đội? Jessica lớn tiếng chất vấn. Lính Hắc Long cái quái gì chứ? Tôi chả phải kẻ ngu xuẩn. Tôi là nội ứng được gài vào đây. Tôi tên là Anric. Cô chết chắc rồi. Anric giơ súng lên, chuẩn bị kết liễu cuộc đời Jessica. Nhưng khi đang chuẩn bị bắn một súng giải quyết nhanh gọn thì hắn ta phát hiện ra đồng bọn đã bị đối phương giết chết quá nữa, không những thế, Tiêu Chính Văn còn xuất hiện trước mặt hắn. Cả người mang theo sát khí ngút trời. Mà chỉ mấy phút trước, quân Hắc Long cái khỉ gì, chẳng qua chỉ là một đám ngu xuẩn mà thôi. Trong đám người tập kích quân Hắc Long, đội trưởng Yuri làm một cử chỉ tay tỏ vẻ khinh bỉ miệt thị. Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi, bọn chúng đang chuẩn bị rút quân, xe tải của bọn chúng dừng cách đó khá gần. Hơn nữa ở xa hơn chút còn có trực thăng đang đợi. Rầm rầm rầm. Khi nhóm những kẻ tập kích chuẩn bị rút lui, một bóng người sừng sững chặn đường chúng lại. Đây là ai? Người tên Yuri kinh ngạc thốt lên, đối phương cũng không mặc quân phục, hơn nữa trên tay không hề có vũ khí, lạ dám ngang nhiên cản đường bọn họ. Mặc kệ hắn là ai, nổ súng bắn chết đi. Có người gào lên. Mấy họng súng đen từ từ được nâng lên, dường như chỉ giây tiếp theo thôi, đối phương sẽ bị bắn thành tổ ong. Hừ, nếu đã đến rồi, thì ở lại đi. Tiêu Chính Văn chuyển động cơ thể, hoàn toàn bạo phát, phi lên không trung bằng tốc độ mắt thường không thấy được, cướp đi khẩu súng trên tay tên kia. Anh lật người, một tay bóp cò, bắn chết gần chục tên côn đồ trước mặt. Tất cả những việc này nói ra thì chậm, trên thực tế kể từ lúc tên kia la hét muốn giết Tiêu Chính Văn đến khi gần chục tên côn đồ bị bắn chết, chỉ chưa đầy 2 giây. Đây là thời gian mà chẳng ai kịp phản ứng lại, khi bọn chúng chợt nhận ra đã lập tức nổ súng về phía Tiêu Chính Văn, chỉ cần bị trúng một viên đạn thì đối phương sẽ mất đi sức lực chiến đấu. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, cơ thể xoay chuyển giữa không trung, dễ dàng tránh thoát màn đạn bắn qua. Cái gì vậy? Đây còn là người bình thường không? Lại có thể tránh được đạn của chúng ta? Không ổn rồi, hắn ta lại định bắn nữa, mau giết hắn đi. Yuri cuống cuồng gào thét như xé gan xé ruột. Tiêu Chính Văn khinh thường, mũi chân chạm xuống đất, lập tức vô số đất đá bụi mù tung về phía đối phương.
À, tôi không nhìn thấy gì nữa, cứu với. Không ít tên côn đồ bị trận cát bụi của Tiêu Chính Văn ập vào mắt, không ngừng đưa tay lên dụi mắt. Tiêu Chính Văn không hề lãng phí cơ hội tốt này, thẳng tay bóp cò, lại kết liễu mười mấy người bên đối phương. Trải qua hai loạt đạn của Tiêu Chính Văn, cộng thêm việc giao đấu hỏa lực với quân lính Hắc Long vừa nãy, đám người tập kích ban đầu vốn có hơn 50 người giờ chỉ còn chưa đầy chục người, bao gồm cả Yuri và Anric đang giữ công chúa Jessica. Sao lại có người mạnh đến vậy? Không được, chúng ta phải mau chóng rút lui, bằng không sẽ phải bỏ mạng ở đây. Anric, dẫn công chúa đó đi, chúng ta rút. Đám Yuri luôn núp phía sau, lúc này đã tới cổng doanh trại. Lợi dụng đồng bọn che chắn phía trước, bọn chúng nhanh chóng quay đầu bỏ trốn. Tôi đã nói rồi, đến đây, thì phải ở lại. Lời nói của Tiêu Chính Văn lạnh như băng, lao thẳng tới chỗ đám côn đồ, đối phương chưa kịp nổ súng đã bị xử lý. Hiện giờ chỉ còn sót lại ba tên, ngoài Yuri và Anric cùng công chúa Jessica đang bị bắt giữ, còn có một tên từ đầu tới cuối vẫn chưa hề ra tay. Đám người Hoa Quốc các người đừng ép người quá đáng, cô công chúa này cũng đâu phải người của nước các người, sao phải bảo vệ cô ta? Yuri vừa chạy vừa gào thét. Tiêu Chính Văn không trả lời, mà vẫn tiếp tục xông về phía bọn chúng, giáng cho Anric một đòn. Jerry ra tay đi, nếu không cả lũ sẽ chết ở đây đấy, Yuri gầm lên. Hừ, kẻ côn đồ tên Jerry kia bất chợt quay đầu, tấn công Tiêu Chính Văn. Bịch bịch bịch, Tiêu Chính Văn bị một đòn đánh lui về sau. Hừ, nếu anh còn đuổi theo, tôi sẽ lấy mạng anh, đồ Hoa Quốc rác rưởi. Đừng qua đây nữa. Vốn Jerry nghĩ mình có thể dễ dàng chém giết, nhưng lại không ngờ Tiêu Chính Văn hình như chỉ bị đòn đánh này làm lui về sau một chút mà thôi. Vừa ngạc nhiên và hoài nghi, nên hắn ta cũng chỉ có thể dọa nạt Tiêu Chính Văn. Vừa nãy tôi mới sử dụng 1/10 sức lực, thật không ngờ vẫn còn có một cường giả, xem ra mấy người vì muốn đưa Jessica đi mà thật sự dốc hết tâm huyết nhỉ. Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói. Chém gió không ngượng mồm, đây là bản tính của người Hoa Quốc đấy à, tôi khuyên anh đừng nhúng tay vào, anh cũng là người luyện võ, phải biết quý trọng tính mạng của mình. Jerry đe dọa. Ồ, tôi giữ mấy người ở lại đây khó lắm sao? Tiêu Chính Văn vừa đuổi theo vừa chất vấn. Lẽ nào anh có thể đánh bại tôi? Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, đồ Hoa Quốc rác rưởi. Jerry khinh thường. Đánh bại anh, rất khó à? Hàng Long phục hổ, giết. Tiếng hét của Tiêu Chính Văn vang lên, sau đó anh đánh thẳng một đòn về phía Jerry. Cái gì? Jerry vốn đang lao về phía trước chợt khựng lại, hắn ta cảm thấy một trận cuồng phong ập đến, mối nguy hiểm về tính mạng đột ngột bao trùm cả tâm trí hắn ta. Hắn biết, nếu bị đòn này đánh trúng, hắn nhất định sẽ bị xuyên thủng tim gan. Vì vậy hắn cắn răng, tung ra một chiêu, đối chọi với đòn đánh của Tiêu Chính Văn. Bùm! Lúc này Jerry cảm thấy bản thân không phải đang đối mặt với một đòn đánh, mà là đang đâm vào đầu tàu hỏa cực lớn. Rầm! Jerry chưa kịp phát ra âm thanh nào đã bị Tiêu Chính Văn đánh đến mức máu thịt lẫn lộn. Jerry này tuy là cường giả võ đạo phương Tây, nhưng thực lực chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới đại sư hạng trung mà thôi. Mà giờ phút này, Anric nhìn Tiêu Chính Văn xuất hiện trước mặt mình, sắc mặt đầy hãi hùng. Cái gì? Jerry bị đánh tan xác rồi sao? Anric khó lòng chấp nhận nổi. Hắn ta vô thức siết công chúa Jessica đang nắm trong tay, bởi vì hắn biết đây chính là cơ hội sống của mình. Jessica bị kinh ngạc bởi thủ đoạn của Tiêu Chính Văn, cú sốc quá lớn khiến cô ta quên mất bản thân đang bị bắt làm con tin. Cô ta là một công chúa, kiến thức sâu rộng, đương nhiên cũng biết cường giả võ đạo lợi hại tới đâu. Đó là một sự tồn tại vượt qua cả người thường. Có thể nói bất cứ cường giả võ đạo nào cũng có năng lực vô cùng mạnh mẽ, vệ sĩ thân cận bên cạnh bố của cô ta cũng là cường giả võ đạo cảnh giới tông sư. Vậy mà Jerry đường đường là một cường giả cảnh giới đại sư trong võ đạo lại bị Tiêu Chính Văn một đòn đánh tan xác. Thật không ngờ người đàn ông Hoa Quốc lạnh lùng, không hề có chút hứng nào với mình này lại là người mạnh đến thế. Anh ta rốt cuộc là ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 844, động đến Hoa Quốc thì xa mấy cũng giết. Trong mắt cô ta hoàn toàn mờ mịt, vẫn là cảnh tượng máu me bên cạnh kéo tâm trí cô ta trở về.
Rất rõ ràng, không có Jessica làm con tin, Anric nhanh chóng bị Tiêu Chính Văn đánh hộc máu, chết tức tưởi. Mày vẫn muốn dựa vào con tin để chống trả lại sao? Tiêu Chính Văn tiến nhanh tới trước mặt tên cầm đầu đám du côn. Vua Hắc Long và viện binh cũng đến, bọn họ bao vây xung quanh Yuri, mấy chục họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào hắn, chỉ cần hắn có bất cứ hành vi quá giới hạn nào thì sẽ bị bắn thành cái sảng ngay lập tức. Cả người Yuri lạnh băng, hắn biết hành động lần này xem như thất bại rồi. Rõ ràng vừa nãy suýt chút nữa hắn đã có thể uy hiếp Jessica rồi tháo chạy, sau đó rời khỏi Hoa Quốc để trở về nơi ở của mình và nhận lấy phần thưởng hậu hĩnh. Thế nhưng, giữa đường lại gặp phải một người thần thông quảng đại, không chỉ giết hết toàn bộ anh em của hắn mà ngay cả Jerry trợ thủ mà hắn tâm đắc nhất cũng bị hạ gục chỉ với một đòn. Hắn cực kỳ căm hận tên này. Thả Jessica ra, nếu không tôi sẽ bắn chết cậu. Vua Hắc Long lớn giọng nói. Mấy người đừng lại đây, nếu không, hừ, tao sẽ ghim thẳng một phát súng vào đầu người phụ nữ này. Tôi biết cô ta là công chúa, mấy người phụ trách bảo vệ cho cô ta, nếu như cô ta chết thì mấy người cũng xong đời cả lũ. Tôi chỉ là một tên côn đồ liều mạng mà thôi, dùng mạng của tôi để đổi lấy mạng của cả lũ mấy người, đúng là hời to. Yuri đưa súng kề sát vào cổ Jessica, điên cuồng gào lên. Hắn biết con đường sống duy nhất của mình bây giờ chính là con tin này, hắn cũng có thể nhìn ra lý do đối phương không lập tức giết mình là bởi vì công chúa trong tay hắn đây. Khụ khụ khụ. Gương mặt bị bóp chặt của Jessica đỏ bừng, cô ta ho sặc sụa không ngừng. Im mồm đi con đàn bà đê tiện nhà mày. Yuri gào lên. Jessica chỉ có thể nhẫn nhịn không ho nữa, từ đầu đến cuối ánh mắt cô ta vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn. Mặc dù hiện giờ tính mạng của cô ta có thể bị kết liễu bất cứ lúc nào, thế nhưng cô ta cảm thấy người đàn ông trước mắt này nhất định có cách để cứu mình. Không biết tại sao, Jessica rất tin tưởng vào trực giác của bản thân, rõ ràng cô ta và người đàn ông này quen biết chưa bao lâu, vậy mà anh ta có thể mang tới cho cô ta cảm giác an toàn lớn đến thế. Không được manh động, không được làm công chúa bị thương, nếu không cậu nhất định sẽ bị trừng trị thích đáng. Vua Hắc Long hô lên. Nhưng nhất thời cũng không có cách nào cả, bởi vì công chúa đang ở trong tay bọn chúng, bọn họ ném chuột thì lại sợ vỡ bình. Hừ, đến mà giết tôi đi, xem đạn của mấy người nhanh hay là đạn của tôi nhanh. Để xem công chúa này lớn mạng hay Yuri tôi lớn mạng. Yuri đắc ý gào lên. Binh lính quân Hắc Long và cả vua Hắc Long đứng xung quanh, trong mắt đều ngùn ngụt lửa giận, nhưng bọn họ vẫn cố gắng kiềm chế sự kích động muốn giết chết hắn ta. Cậu muốn thế nào? Vua Hắc Long hỏi. Muốn thế nào sao? Chẳng thế nào cả, tôi chỉ muốn cùng đến chỗ chết với mấy người. Trong mắt Yuri ngập tràn sự cuồng loạn. Khốn nạn, cậu có điều kiện gì thì cứ nói ra, nhưng tuyệt đối không được làm cho công chúa Jessica bị thương. Ngữ khí của vua Hắc Long đã mềm mỏng đi rất nhiều. Ngộ nhỡ đối phương thật sự nổi điên, không màng tất cả mà bắn cho công chúa này một phát thì đúng là xong đời. Tính mạng của tất cả bọn họ sao có thể quý giá bằng tính mạng của một mình công chúa Jessica được chứ? Đến lúc đó, công chúa Jessica này bị giết chết trong tay thuộc hạ của ông ta, vậy thì vị trí vua Hắc Long của ông ta có lẽ cũng khó mà giữ lại được. Điều kiện, được thôi, muốn con đàn bà này được sống thì cũng không phải là không có cách. Tôi là một người rất dễ nói chuyện, chỉ cần đáp ứng được vài điều kiện của tôi thì tôi sẽ để cho cô ta được sống. Yuri nở nụ cười lạnh lùng nói. Được, cậu nói đi, vua Hắc Long nói. Thứ nhất, để tôi an toàn rời đi, Yuri nói. Được, chỉ cần cậu thả công chúa ra thì bọn tôi bảo đảm sẽ để cậu rời đi. Vua Hắc Long nghiến răng, cảm thấy cứ đồng ý trước đã rồi tính sau. Thứ hai, giết chết người đàn ông này. Yuri chỉ vào Tiêu Chính Văn. Cái gì? Vua Hắc Long nhìn Tiêu Chính Văn từ đầu tới giờ vẫn chưa hề lên tiếng. Cái loại đáng chết nhà mày dám giết chết nhiều anh em của tao như vậy, bọn họ đã cùng tao vào sinh ra tử bao nhiêu năm rồi, tao là thủ lĩnh của bọn họ, đương nhiên phải báo thù cho bọn họ chứ. Yuri nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ cay độc. Chuyện này không thể được. Vua Hắc Long quả quyết từ chối. Muốn giết Tiêu Chính Văn, chuyện này sao có thể cơ chứ? Không thể được. Để tôi xem ông có tư cách gì mà nói không thể được. Nói xong,
Yuri đột nhiên dí thẳng họng súng lên đầu Jessica, chuẩn bị bóp cò nổ súng. Thế nhưng, khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng lớn mạnh bao phủ lấy cả người mình. Cũng vào lúc này, Tiêu Chính Văn nắm bắt được cơ hội, giơ thẳng tay lên, vô số cây kim châm mạnh mẽ bắn ra từ trong tay anh. Trong nháy mắt, mấy cây kim châm bay giữa không trung, lóe lên ánh sáng chói mắt, cắm thẳng vào cánh tay đang cầm súng của Yuri. Lách cách, cánh tay phải của Yuri liền trở nên tê liệt, hắn gào lên đau đớn, khẩu súng trong tay cũng rớt luôn xuống đất. Thế nhưng, vào lúc hắn khom lưng định nhặt khẩu súng lên thì một bóng người xông đến nhanh như làn gió, giơ chân đá thẳng vào bụng của Yuri. Dầm, Yuri bay thẳng lên không trung chỉ trong nháy mắt, sau đó văng ra xa mười mấy mét, dầm một tiếng, đập trúng vào chiếc xe tải lớn phía sau lưng hắn. Cả chiếc xe tải bị lực đập cực lớn tác động vào nên lõm xuống rất sâu. Khụ, Yuri cũng phun ra mấy ngụm máu tươi giữa không trung, ngã lên trên xe tải sau đó lăn xuống đất. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng và xương sườn của mình đều bị đạp cho vỡ nát. Người đàn ông này quá mạnh mẽ. Yuri không ngừng nôn ra máu, nhìn Tiêu Chính Văn mang theo vẻ mặt u ám đi tới trước mặt mình, lạnh lùng hỏi, nói đi, là ai sai khiến mày? Ha ha, Yuri cười gằn, khắp mặt đều là máu, nói cho mày, rồi sao nữa, chủ ý của Hiệp hội cấp cao 9 nước đấy, mày có thể một mình thách thức bọn họ hay sao? Nói xong câu này, Yuri tắt thở luôn. Còn Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, nhìn Yuri đang nằm trên vũng máu, ánh mắt lộ ra sát khí sắc lạnh. Hiệp hội cấp cao 9 nước. Lúc này vua Hắc Long cũng dẫn người xông tới, nhanh chóng bảo vệ cho Jessica. Đồng thời cho người dọn dẹp hiện trường. Tiêu Chính Văn, cậu không sao chứ? Vua Hắc Long quan tâm nói. Tiêu Chính Văn quay đầu lại, cười nói, tôi thì có chuyện gì được chứ? Nghe vậy, vua Hắc Long gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt phẫn nộ, nói, không ngờ lại là do Hiệp hội cấp cao 9 nước làm. Bọn họ nhất định còn ôm hận trong lòng vì sự việc lần trước. Tiêu Chính Văn gật đầu, nghĩ ngợi, đột nhiên lộ ra một nụ cười rất nguy hiểm. Nói, Hắc Long, ông có muốn báo thù không? Vua Hắc Long nhíu mày, cảnh giác hỏi, cậu muốn làm gì? Nhận mà không đáp thì đúng là thất lễ. Người không động ta thì ta không động người. Hiệp hội cấp cao 9 nước dám cử người đến giết công chúa ngay tại lãnh thổ Hoa Quốc chúng ta, vậy thì chúng ta đương nhiên phải cho bọn chúng biết tay, tặng cho bọn chúng một món quà thật lớn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng, trong ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh lóa mắt. Vua Hắc Long nghe vậy thì nhíu mày, dường như đã chấp thuận với ý nghĩ của Tiêu Chính Văn, nói cậu muốn làm thế nào. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó cả người toát lên sát khí nồng đậm, nói, nếu như bọn chúng đã chọn Hoa Quốc làm kẻ thù, vậy thì tôi phải đánh thẳng vào sào huyệt của bọn chúng, đến trụ sở chính của bọn chúng một chuyến. Cậu muốn xông vào trụ sở chính của Hiệp hội cấp cao 9 nước sao? Vua Hắc Long nghe vậy thì giật nảy mình. Vẻ mặt không thể tin nổi. Tiêu Chính Văn lại nói, động đến người của Hoa Quốc thì xa mấy cũng phải giết bằng được. Chương 845, Bắc Lương gặp rắc rối. Sau khi giải quyết đám côn đồ xong, Tiêu Chính Văn đi theo vua Hắc Long trở về bộ chỉ huy. Nhưng vừa bước chân vào bộ chỉ huy, phía vua Hắc Long nhận được cuộc gọi từ Bắc Lương. Tiêu Chính Văn, Bắc Lương xảy ra chuyện rồi. Vua Hắc Long nghiêm mặt đi tới chỗ Tiêu Chính Văn. Đưa điện thoại cho anh. Tiêu Chính Văn cau mày, nhận điện thoại, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Chủ soái, cấp dưới của chúng ta gặp chuyện rồi, có thương vong. Bên kia điện thoại, Long Nhất ở bộ chỉ huy Bắc Lương nói đến nửa câu sau, hai mắt đỏ rực, siết chặt nắm đấm, vô cùng tức giận. Chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặt Tiêu Chính Văn cũng đầy vẻ tức giận. Để huấn luyện một binh lính Bắc Lương tốn rất nhiều công sức. Cho nên mỗi người trong số họ đều rất quan trọng với Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn rất có tình cảm thân thiết với cấp dưới, bọn họ không chỉ đơn giản là cấp dưới, mà còn là bạn đồng hành, là đồng đội. Tôi cũng không rõ cụ thể thế nào, chắc hẳn là có liên quan đến nước Khổng Tước, anh em của chúng ta rất có khả năng là chết trong tay bọn họ. Long Nhất nắm chặt tay, mắt tràn đầy sát khí. Tôi biết rồi, tôi sẽ trở về Bắc Lương ngay. Tất cả binh lính Bắc Lương phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói,
trong mắt tràn đầy sự tức giận. Rõ, tôi sẽ lập tức thi hành mệnh lệnh. Long Nhất hô to, mặt đầy vẻ phấn khích. Bắc Lương mới là lãnh thổ của vua Bắc Lương, chỉ cần chủ soái ra mặt, nhất định sẽ khiến đối phương khiếp sợ. Sau khi Tiêu Chính Văn nói vài câu với vua Hắc Long, anh lên máy bay quân sự ở chiến khu Nam Lĩnh đi thẳng đến Bắc Lương. Trên máy bay quân sự, người Tiêu Chính Văn ngùn ngụt sát khí. Anh gọi điện cho đám người Long Lân, sau khi xác nhận Giang Trung tạm thời không có chuyện gì, rồi mới yên tâm đến Bắc Lương. Trong chốc lát, Tiêu Chính Văn lại khoác lên mình bộ chiến bào hoa văn rồng xanh, đặt chân lên vùng đất mà anh đã quen thuộc. Sau khi quân Bắc Lương nghe tin Tiêu Chính Văn trở về, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ phấn khích, bọn họ đã đứng ở điểm hạ cánh và chờ đợi từ lâu. Chủ soái về Bắc Lương, vạn quân đều nghênh đón. Hoan nghênh chủ soái trở về. Hàng vạn binh lính Bắc Lương trong đội tiên phong được trang bị vũ khí, hô vang lên như sấm, vang dội cả đất trời. Chủ soái, Long Nhất Trang nghiêm đi tới, kính chào, phía sau anh ta còn có một chiến sĩ cao lớn, tên là Bàng Sĩ, được coi là tham mưu cấp cao của bộ chỉ huy Bắc Lương. Vào trong rồi nói, Tiêu Chính Văn xua tay. Trong phòng hội nghị ở quân khu Bắc Lương, có hơn chục lãnh đạo cấp cao của quân đội Bắc Lương đang ngồi trong đó. Nói đi, tại sao anh em của chúng ta lại hy sinh? Tiêu Chính Văn liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói. Là do lũ khốn nước Khổng Tước. Một sĩ quan trẻ nói lớn. Bạch Thành, hãy chú ý đến thái độ của cậu khi nói chuyện với chủ soái. Một sĩ quan lớn tuổi nói. Không sao, nói tiếp đi. Tiêu Chính Văn xua tay, ra hiệu cho Bạch Thành nói tiếp. 5 ngày trước, chúng tôi đang khảo sát ở một nơi gần biên giới trong lãnh thổ của chúng ta, đột nhiên vài quả đạn pháo rơi xuống, phát nổ làm anh em của chúng ta bị thương. Chúng tôi đã đi hỏi người của nước Khổng Tước rằng tại sao bọn họ lại khiêu khích, nhưng bọn họ giữ thái độ kiêu ngạo, nói rằng bọn họ chỉ đang tập trận mà thôi, còn mắng chửi người của chúng ta không biết nhìn xa trông rộng. Bọn họ bảo chúng ta qua đó đàm phán, chúng tôi đã cử sứ giả đi, nhưng bọn họ lại bao vây người của chúng ta lại và bắn chết. Mặt Bạch Thành đỏ bừng lên, mắt đầy vẻ thù hận. Lúc nghe đến 2 chữ bắn chết, cốc nước trong tay Tiêu Chính Văn bị bóp nát. Chỉ có lý do này thôi sao? Còn có chuyện nào khác không? Nếu những lời cậu nói không đúng sự thật, tôi sẽ dùng quân pháp để xử lý cậu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Tôi không hề xuyên tạc, nếu những lời tôi nói không đúng sự thật, tôi tình nguyện chịu tội. Bạch Thành nói một cách chắc chắn. Mọi người còn có gì muốn bổ sung không? Tiêu Chính Văn gật đầu, quay sang nói với những người khác. Bạch Thành nói không sai chút nào, sau khi bắn chết anh em của chúng ta, bọn họ đã thông báo trên các phương tiện truyền thông quốc tế rằng người của Hoa Quốc chúng ta thèm muốn thiết bị kỹ thuật của bọn họ, cho nên mới bị bọn họ dùng đạn pháo để đuổi đi. Mà việc binh lính bị bắn chết cũng bị bọn chúng bóp méo, nói rằng chúng ta đã đi ăn trộm bản vẽ vào ban đêm, gây ra sự cố đạn pháo phát nổ mà chết. Một sĩ quan giơ tay, nghiến răng nói. Vậy mọi người không nghĩ đến chuyện đánh lại à? Tiêu Chính Văn hỏi. Đương nhiên là từng nghĩ đến, nhưng có người đã nhắc nhở rằng chúng ta nên chú ý đến hình tượng quốc tế, cho nên chúng tôi mới nhẫn nhịn đến bây giờ. Bạch Thành gầm lên, cơ thể khẽ run rẩy. Chẳng trách thái độ của Bạch Thành lại như vậy, anh em bị bắn chết, hung thủ cắn ngược lại. Còn có chuyện gì khó chịu hơn thế này cơ chứ? Chúng ta có anh em hy sinh à? Mấy người? Tiêu Chính Văn hỏi câu hỏi bất đắc dĩ nhất, mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. 6 người, Bạch Thành nói. Đưa tôi đi xem bọn họ. Tiêu Chính Văn nói, bảo người dẫn đường. Chủ soái, lẽ nào anh? Bạch Thành do dự nói lại thôi. Tiêu Chính Văn mặc kệ cậu ta, đi theo ra ngoài. 6 chiến sĩ được đặt trong một căn phòng, phủ khăn trắng, trên mặt khăn trắng vẫn còn thấm máu đỏ tươi, như muốn nói lên sự tàn ác của kẻ thù. Tiêu Chính Văn đứng trước 6 chiến sĩ đã hy sinh, đưa tay lên chào kiểu quân đội, hai mắt đỏ rực. Bọn họ đã hy sinh vì đất nước, là anh hùng. Các quân sĩ Bắc Lương nghe lệnh, ngày mai sẽ cử hành lễ an táng cho các chiến sĩ đã hy sinh. Rõ, trên mặt của các sĩ quan cũng đẫm nước mắt. Ngày hôm sau, trên sa mạc, cát vàng nối liền với bầu trời, gió lạnh thổi qua. Tiêu Chính Văn đích thân đưa cho cốt của các chiến sĩ vào lăng mộ,
phủ lá cờ của quân đội Bắc Lương lên, trên cờ khắc bốn chữ trụ cột đất nước. Trên chiến trường quyết tử vì Tổ quốc, cần gì ra ngựa bọc thây. Các anh em, mọi người cắm rễ ở đây, canh giữ ở đây, hôm nay ngủ mãi nơi cát vàng này. Tôi, vua Bắc Lương, cùng với 300.000 quân phá Long Bắc Lương phía sau, tiễn các anh em yên nghỉ. Nói đến hai chữ yên nghỉ, Tiêu Chính Văn quỳ nửa gối xuống. Các anh em hãy yên nghỉ. 300.000 quân Bắc Lương cũng quỳ nửa gối xuống, giọng nói mạnh lẽ tiễn đưa 6 người anh em về nơi yên nghỉ cuối cùng. Sau khi mọi người quỳ được 3 phút, Tiêu Chính Văn mới chậm rãi đứng lên, 300.000 binh lính cũng từ từ đứng dậy. Tiêu Chính Văn lặng lẽ đứng giữa bãi cát vàng, nhắm mắt lại, như thể anh đang nói lời từ biệt cuối cùng với 6 người anh em. Một lúc sau, Tiêu Chính Văn mới chậm rãi mở mắt ra. Chủ soái, Long Nhất cung kính nói. Anh hãy đi xin cho 6 người bọn họ truy tặng huân chương công lao hạng nhất, để gia đình bọn họ hưởng mức trợ cấp cao nhất. Tiêu Chính Văn nói. Rõ, chuyện này cứ giao cho tôi. Long Nhất gật đầu. Mọi người, các anh em của chúng ta không thể chết một cách vô nghĩa được. Hôm nay ở đây, Tiêu Chính Văn tôi với tư cách là vua Bắc Lương xin thề, nhất định sẽ trả thù cho họ. Nếu thất hứa, tôi sẽ chủ động từ chức chủ soái, không bao giờ bước chân vào Bắc Lương nữa. Tiêu Chính Văn tức giận gầm lên. Chương 846, quân Bắc Lương tập kết. Ánh mắt 300.000 binh lính Bắc Lương ở đó đều tràn đầy sự tự hào họ có người anh em anh dũng như vậy, tự hào vì họ còn có một vị chủ soái tuyệt vời như thế. Chủ soái, thế bên kia thì sao? Long Nhất thận trọng hỏi, nhưng không phải vì anh ta sợ mà vì anh ta là một trong những long tướng của Bắc Lương nên phải suy xét cho Tiêu Chính Văn nhiều hơn. Tôi đã nói rồi, xảy ra chuyện gì cứ để tôi gánh vác, hơn nữa tôi dám khẳng định sẽ không có chuyện gì cả, Hoa Quốc không để mọi người chịu thiệt đâu, yên tâm đi, Tiêu Chính Văn nói. Vâng, Long Nhất gật đầu không nhiều lời nữa, sao anh ta lại không mong đích thân đi báo thù cho các anh em của mình cơ chứ? Chủ soái, giờ người nước Khổng Tước lại khoác lác trắng trợn trên tin tức quốc tế, bẻ cong sự thật, anh có cần xem tin tức không? Anh ta thẳng thắn hỏi. Tiêu Chính Văn gật đầu rồi cầm lấy máy tính bảng đọc lướt qua. Theo tin tức của các phóng viên tiền tuyến của nước Khổng Tước, quân Bắc Lương Hoa Quốc tự biết đối lý nên đã cho lui quân ra khỏi 100 km đường biên giới, đủ để chứng minh quân đội Hoa Quốc thầm thừa nhận hành vi không đúng của mình. Không khó để nhận ra, quân đội Hoa Quốc đã trở nên lạc hậu hơn nước Khổng Tước nhiều. Điều này chứng tỏ nước Khổng Tước lại đặt một nền móng về quân sự. Các chuyên gia dự đoán cần ít nhất 30 năm thì Hoa Quốc mới có thể đạt đến trình độ như hiện tại của nước Khổng Tước. Nước Khổng Tước cũng bày tỏ sự tiếc nuối về việc các binh lính Hoa Quốc chết vì bị nổ bom do ăn cắp kỹ thuật, mong rằng lần sau binh lính Hoa Quốc đừng làm hành vi đê hèn này nữa. Ngoài những điều này, phía sau còn hàng loạt những lời khoe khoang, khoác lác về nước Khổng Tước và hạ thấp Hoa Quốc. Vốn dĩ tôi chỉ định xem xét vài ảnh hưởng, bàn bạc chiến thuật rồi mới hành động, giảm mức thiệt hại đến mức thấp nhất. Nhưng nếu người nước Khổng Tước đã muốn chết như vậy thì hôm nay tôi sẽ cho chúng được toại nguyện. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Bắc Lương vào ban đêm lại im ắng, tĩnh mịch khác thường, ngoài những cơn gió gào thét ra thì chỉ có tiếng hú của thú rừng. Nếu là trước đây thì chỉ có một binh lính Bắc Lương canh gác, còn lại đều đi ngủ hết. Nhưng đêm nay, không một binh lính Bắc Lương nào ngủ, mà họ đang tập kết 50.000 binh lính ở một bãi đất trống. Để nước Khổng Tước không biết được hành động của mình, Tiêu Chính Văn ra lệnh không được đốt lửa, bật đèn. Báo cáo chủ soái, đã tập kết xong 50.000 binh lính Bắc Lương, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Long Nhất lớn giọng nói. Phát tín hiệu, tiêu diệt quân địch, lấy lại những gì của Bắc Lương, lập tức hành động. Tiêu Chính Văn vung tay. Soạt. Mặc dù có mấy chục nghìn binh lính Bắc Lương nhưng hành động thì lại như chỉ có mấy người, không hề lộn xộn hay tạo ra động tĩnh lớn nào. Ngược lại bên nước Khổng Tước, binh lính của họ đã đi ngủ từ sớm, lúc này người phụ trách canh gác trên trạm canh gác đang uống rượu. Ta si, anh nói xem đám người Hoa Quốc có thể nhẫn nhịn như thế sao? Bị chúng ta nói như vậy mà lại chả có động tĩnh gì cả. Một binh lính nước Khổng Tước vừa uống rượu vừa nói. Này! Monly, chúng sợ binh lính nước Khổng Tước chúng ta chứ sao? Dù sao chúng ta cũng có Ngưu Thần bảo vệ,
không phải anh không biết quân lính Hoa Quốc đều là một đám nhát cái. Nếu chúng dám gây chiến tranh, 1.000 binh lính nước Khổng Tước chúng ta có thể tiêu diệt cả quân Bắc Lương bọn họ. Ta Si uống một hớp rượu nói. Cũng phải, binh lính nước Khổng Tước ta là vô địch, chưa có một quân đội nào trên thế giới có thể đối địch được với binh lính nước Khổng Tước chúng ta. Monly gật đầu, cảm thấy Ta Si nói rất có lý. Hai binh lính phụ trách canh gác vẫn chưa phát hiện mấy chục nghìn binh lính Bắc Lương đã có mặt trong phạm vi 10 km. Nếu lúc này là ban ngày, hơn nữa có người đứng quan sát từ trên cao như thế thì mấy chục nghìn binh lính Bắc Lương sẽ không tiếp cận quân doanh nước Khổng Tước từ bên này, mà sẽ bao quanh bốn phía để tạo thành một vòng vây cực lớn. Thời gian trôi qua, vòng vây cũng dần thu hẹp lại. Đến khi bọn Ta Si nhìn thấy một khoảng màu đen ở đằng xa thì vòng vây của binh lính Bắc Lương đã cách quân doanh biên giới nước Khổng Tước chưa đến 1 km. Chuyện gì vậy? Là quân Bắc Lương sao? Ta Si hô lên. Hình như là vậy, có lẽ là mấy chục nghìn người, chúng ép sát đến đây, chúng điên rồi sao? Monly cũng rất hoảng hốt. Không sao, dù quân số chúng nhiều nhưng chỉ cần người của chúng ta xuất trận thì có thể giết sạch bọn chúng. Ta Si lớn tiếng nói. Cũng phải. Monly bình tĩnh kéo chuông báo động. Leng keng leng keng. Chuông báo động vang lên. Nếu tín hiệu khẩn cấp này mà ở Hoa Quốc thì chắc chắn các binh lính Hoa Quốc có thể tập kết xong trong vòng 1 phút. Nhưng đã 3 phút trôi qua rồi mà binh lính nước Khổng Tước vẫn chưa ra khỏi doanh trại. Mà dù có số người ra khỏi doanh trại rồi cũng còn trong tình trạng mơ màng chưa tỉnh, có người còn cởi trần, cũng chẳng cầm theo vũ khí. Ầm ầm ầm. Không cần biết bên nước Khổng Tước đã chuẩn bị xong chưa, quân đội xe thiết giáp của quân Bắc Lương vẫn tiến thẳng vào. Chỉ trong chốc lát, ánh lửa rực trời, mặt đất chấn động. Doanh trại nước Khổng Tước đều tập trung ở một nơi, nên quân thiết giáp của binh lính quân Bắc Lương không cần nhắm chuẩn xác vào mục tiêu, mà chỉ cần cho nổ tung về một hướng là được. Đến khi đạn pháo nổ ngay bên cạnh làm rất nhiều người bị thương, binh lính nước Khổng Tước mới hoàn hồn tỉnh táo bắt đầu tấn công lại. Chúng lấy súng trường cất giấu đã lâu ra, sau đó chạy sang bốn phía đón địch. Đến đây đi bọn rác rưởi Hoa Quốc, bọn mày sẽ bị binh lính nước Khổng Tước hủy diệt ngay tại đây. Bọn binh lính Hoa Quốc lạc hậu, hôm nay phải cho bọn mày thấy sức mạnh của cường quốc quân sự thế giới. Mau giết sạch bọn chúng, lát nữa còn có thể ngủ ngon. Nhưng khi chúng tấn công quân Bắc Lương bằng thứ vũ khí mà chúng tự hào thì bên Bắc Lương không hề bị tổn thất gì. Tiêu Chính Văn để đội quân xe thiết giáp đi ngay trước mặt. Đạn rơi xuống xe thiết giáp cũng chỉ để lại vết xước trắng mờ. Chuyện gì thế này, sao chúng có xe thiết giáp nhiều thế, đạn của tôi không bắn vào trong được. Nước Khổng Tước chúng ta cũng chỉ có mười mấy chiếc xe thiết giáp thôi, hơn nữa đều để ở các nơi khác rồi, sao chúng có thể có đến hơn 100 chiếc vậy? Trời à, chắc tôi đang nằm mơ rồi, lẽ nào quân đội quốc tế chi viện cho Hoa Quốc, trang bị những thiết bị tiên tiến cho chúng sao? Binh lính nước Khổng Tước bắt đầu hoảng sợ vì hỏa lực của đối phương quá mạnh, mà hỏa lực bên mình chẳng hề làm đối phương xây sát chút nào. Ngừng bắn. Tiêu Chính Văn đứng trên một chiếc xe thiết giáp lớn ra lệnh. Xe thiết giáp ngừng bắn đạn nhưng vẫn tiến về phía trước. Hả, sao chúng ngừng bắn rồi? Do hết đạn à? Tôi đã nói mà, sao bỗng dưng chúng lại có hỏa lực mạnh như vậy được, hóa ra chỉ có một băng đạn thôi. Ha ha ha. Chúng bắn hết đạn rồi mà còn tiến vào, đây là cơ hội tốt của chúng ta có thể tịch thu hết xe thiết giáp của chúng. Xe thiết giáp mở đường, chúng ta ép sát qua đó. Tiêu Chính Văn chỉ huy. Hàng trăm xe thiết giáp đi thẳng về phía, lúc gặp vật cản sẽ không dừng lại mà nghiền lên trên luôn. Phía trước là tường thành của doanh trại nước Khổng Tước, nhưng xe thiết giáp của quân Bắc Lương không có ý định dừng lại. Chúng muốn làm gì? Tiến thẳng vào đây sao? Rất nhiều binh lính nước Khổng Tước ngơ ngác vì hành động của quân Bắc Lương. Nhưng ngay sau đó, chúng nhìn thấy một cảnh tượng mà mình chưa từng thấy kể từ khi nhập ngũ đến nay. Chương 847, tôi muốn nghe sự thật. Những kiến trúc phòng thủ mà chúng tự hào đều bị xe thiết giáp của quân Bắc Lương đẩy sụp, sau đó xe thiết giáp nghiền nát. Tất cả đều hỗn loạn. Bên quân Khổng Tước đã cuống cuồng hết cả lên. Lúc thế giới quan của chúng bị khí thế mạnh mẽ của quân Bắc Lương nghiền ép, chúng đã không còn can đảm để chiến đấu nữa. Đối diện với thực lực, mọi thứ Tiêu Chính Văn chuẩn bị đều có mục đích.
Có lẽ Tiêu Chính Văn vẫn có thể nghĩ ra hàng nghìn cách tấn công, nhưng cách nghiền ép bất chấp mọi thứ chắc chắn là biện pháp trực tiếp và chí mạng nhất. Trong màn đêm tối tăm, binh lính Khổng Tước nhìn công trình phòng thủ lần lượt bị sụp đổ, tuyến phòng ngự tâm lý của chúng cũng bị mấy chục nghìn quân Bắc Lương của Tiêu Chính Văn làm cho sụp đổ như chính mấy công trình phòng thủ đó vậy. Đã có không ít binh lính nước Khổng Tước đã bắt đầu rút lui, chúng chạy đến bộ tư lệnh vì nơi đó còn một phòng tuyến cuối cùng. Tốc độ di chuyển của quân Bắc Lương không tính là chậm, trong tình huống đối phương từ bỏ phản công thì tốc độ của họ càng nhanh hơn. Hơn nữa tư lệnh của Khổng Tước ban đầu cũng có tâm lý giống mấy binh lính đó, chỉ cần quân Bắc Lương dám đến thì hắn nghĩ chắc chắn có thể giết sạch. Nhưng qua máy giám sát, hắn thấy quân đội thiết giáp trang bị mọi thứ vũ khí của quân Bắc Lương thì hắn mới nhận ra thực lực bên mình hoàn toàn không đủ để đánh với đối phương. Cho nên lúc này tư lệnh nước Khổng Tước lại trốn trong phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc để chạy trốn. Chết tiệt, trước đây chẳng phải quân đội Hoa Quốc rất hèn yếu sao? Có ức hiếp thế nào chúng cũng không quan tâm, sao hôm nay lại hung hãn như vậy? Thật kinh khủng, nếu biết sớm thì đã không khiêu khích chúng rồi. Ngay khi tư lệnh nước Khổng Tước đang thu dọn tài sản của mình thì một binh lính nước Khổng Tước chạy vào. Tư lệnh, quân Bắc Lương nước Hoa Quốc đã tấn công vào. Chúng ta phải làm sao đây? Binh lính hoảng sợ nói. Làm sao ư, đánh với chúng chứ làm sao nữa? Đừng để chúng tấn công vào, đi mau đi. Tư lệnh quát lên. Không được tư lệnh à, trang bị của chúng quá tốt, chúng ta đánh không lại, hơn nữa người của chúng ta đều lui đến đây rồi. Binh lính run rẩy nói. Cái gì, mau phản công lại, đừng đứng ở đây nữa. Nếu ai dám rút lui, tôi sẽ bắn chết người đó. Tư lệnh tức giận hét lên đến mức nổi cả gân xanh. Nếu ai không biết lúc này hắn đang làm gì thì còn tưởng vị tư lệnh nước Khổng Tước này là một người cực kỳ yêu nước. Nhưng binh lính có thể thấy tư lệnh của chúng đang kéo dài thời gian để bản thân hắn có thể chạy thoát. Toang rồi, tiêu rồi, tư lệnh cũng muốn chạy trốn. Binh lính đó vừa hét vừa chạy ra ngoài. Hắn không hét lên còn đỡ, hắn vừa hét lên đám binh lính nước Khổng Tước đều nghe thấy. Ngay lập tức càng trở nên hỗn loạn hơn. Ngay cả tư lệnh cũng nhếch nhác bỏ chạy thì mình lấy gì đảm bảo tính mạng của bản thân đây. Binh lính Khổng Tước bên trong nghe cho rõ đây, tôi cho các người một phút, trong vòng một phút phải mở cửa ra đón quân Bắc Lương chúng tôi, nếu không xe thiết giáp của chúng tôi sẽ nghiền lên người các người. Long Nhất cầm loa đứng trên xe thiết giáp cao giọng nói. Rất nhiều binh lính Khổng Tước đều do dự. Mở cổng để địch vào đồng nghĩa với việc đầu hàng chịu thua. Nhưng không đầu hàng thì còn có thể làm sao được nữa, không đầu hàng sẽ mất mạng. Tại sao tôi phải tin các người, ngộ nhỡ chúng tôi mở cửa rồi, các người lại giết hết chúng tôi thì sao? Có binh lính cầm loa lên hỏi. Các người không có tư cách ra điều kiện, dù các người không chủ động mở cửa thì chúng tôi cũng có thể vào đó trong vòng 10 giây, đến lúc đó các người đều không còn mạng. Huống gì hôm nay chủ soái quân Bắc Lương của chúng tôi đích thân đến đây, mấy lời này cũng do chủ soái của chúng tôi nói, Long Nhất tức giận nói. Nghe Long Nhất nói vậy, nhiều binh lính Khổng Tước đã bắt đầu dao động. Mở đi, không mở thì mất mạng đấy. Có binh lính Khổng Tước hô lên, sau đó người đầu tiên chạy ra mở cửa. Mau đi mở cửa. Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai giống phản ứng dây chuyền, tất cả binh lính Khổng Tước đều tranh nhau đi mở cửa. Người mở cửa có thể có cơ hội được bảo toàn mạng sống, cởi quân phục của mình xuống cũng có thể có cơ hội sống sót. Long Nhất nói. Sau khi nghe thấy cởi quân phục xuống cũng có thể sống, các binh lính Khổng Tước vốn không định mở cổng vẫn rất lo lắng không hề do dự cởi ra, ngồi xổm xuống làm tư thế đầu hàng. Binh lính quân Bắc Lương không hề tốn sức đã có thể tiến vào phạm vi của bộ tư lệnh, còn những người không vào thì ở lại canh giữ bên ngoài. Bạch Thành cầm máy quay ghi lại toàn bộ quá trình tối nay. Tôi là chủ soái quân Bắc Lương, bây giờ tôi hỏi các người, nếu các người nói nửa câu nào giả dối, tôi sẽ bắn chết người đó ngay. Nếu thành thật, tất cả những người ở đây đều có thể sống. Câu đầu tiên, rốt cuộc quân Bắc Lương bọn tôi có ăn cắp kỹ thuật của các người không? Anh nói xem. Tiêu Chính Văn chỉ vào một người hỏi. Không, tất nhiên là không. Binh lính Khổng Tước đó lắc đầu như chống bỏi. Câu thứ hai, nói ngắn gọn lại chuyện này xem, tôi muốn nghe sự thật. Tiêu Chính Văn nói. Chương 848, nói chuyện trong hòa bình.
Bọn tôi cố ý tiến hành tập quân sự ở gần đường biên giới, mục đích là muốn khiêu khích các anh, mấy đạn pháo đó cũng là chúng tôi cố ý bắn sang. Sau đó, bọn tôi giả vờ mời sứ giả các anh sang đàm phán, nói là xin lỗi nhưng thật ra đã có ý định giết họ. Binh lính khổng tước đó run rẩy kể lại mọi việc. Tốt lắm, hai câu cuối cùng, là ai ra chỉ thị làm chuyện này, người giết chết sứ giả là ai? Tiêu Chính Văn hỏi. Là tư lệnh, mọi chuyện đều là anh ta ra lệnh, người cũng là do tư lệnh giết. Binh lính đó nói. Giao tư lệnh của các anh ra đây, Tiêu Chính Văn nói. Binh lính đó quay đầu lại, tất cả binh lính khổng tước đang ngồi dưới đất trố mắt nhìn nhau. Đúng rồi, lúc nãy tôi báo cáo cho tư lệnh thì phát hiện anh ta đã thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Một binh lính khổng tước nói, chính là người lúc nãy chạy vào báo cáo. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nhảy đến điểm cao nhất ở bộ tư lệnh quan sát xung quanh. Quả nhiên, cách đó 2 km về hướng đông của doanh trại khổng tước, một chiếc xe jeep đang cấp tốc rời đi. Tiêu Chính Văn xoay người biến mất khỏi chỗ đó. 2 phút sau, Tiêu Chính Văn trở lại, sau đó vứt một bóng đen xuống. Có thể thả binh lính bình thường được rồi nhưng kẻ đầu sỏ đứng sau mọi chuyện nhất định phải đánh chết. Tiêu Chính Văn cao giọng nói. Binh lính khổng tước nhìn thi thể tư lệnh của mình, không ai dám lên tiếng. Thậm chí nhiều người còn muốn lấy roi đánh vào thi thể tư lệnh này, mọi chuyện đều do hắn gây ra. Các anh em Bắc Lương, người giết anh em chúng ta đã ở đây rồi, tôi ra lệnh treo xác của hắn ở đường biên giới, bị phơi nắng dầm mưa để hắn phải chịu những tội lỗi mà hắn phải nhận. Chúng ta đã báo thù được cho anh em của mình, mọi người không được ra tay với các binh lính không chống cự. Sau khi ra lệnh xong, Tiêu Chính Văn dẫn đại quân về bộ chỉ huy Bắc Lương. Bạch Thành, đăng nội dung cậu quay được lên trang tin tức quốc tế, đừng vì bất kỳ nguyên nhân nào mà phải cắt xóa, tôi muốn cho bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng chân thật nhất. Ngày hôm sau, một video được đăng tải lên trang tin tức quốc tế, video ghi lại nội dung tối hôm qua đã gây ra một trận xôn xao. Không ai có thể nói được gì với hành động của quân Bắc Lương, theo họ thấy mọi tổn thất của binh lính khổng tước đều là tự mình chuốc lấy. Còn có nhiều quốc gia tỏ ý khen ngợi sự khoan dung của quân Bắc Lương, khen ngợi họ bỏ qua cho các binh lính bình thường của khổng tước. Nhưng quân Bắc Lương Hoa Quốc buông tha cho họ không có nghĩa là quốc tế sẽ tha cho họ, nhiều nước lớn đều lên tiếng trách mắng, phê bình hành vi khiêu khích quân sự của khổng tước. Còn có không ít tiếng nói bày tỏ sự tiếc nuối với các sứ giả vô tội của quân Bắc Lương, khen ngợi họ là những binh lính dũng cảm, là tấm gương của các binh lính trên toàn thế giới. Sau khi giải quyết xong chuyện của khổng tước, Tiêu Chính Văn không vội về lại Giang Trung mà đến mộ của 6 binh lính Bắc Lương đã hy sinh để tưởng niệm hồi lâu. Các anh em, chúng tôi đã báo được thù cho mọi người, hãy cứ yên nghỉ ở lãnh thổ Bắc Lương yên bình này nhé. Tôi sẽ chăm lo cho người nhà của mọi người cứ yên tâm, tôi cũng sẽ dặn dò các anh em khác đến thăm họ vào dịp lễ Tết. Tiêu Chính Văn cắm nhang vào lư, cúi đầu lạy ba lạy với phần mộ. Tinh tinh tinh, điện thoại Tiêu Chính Văn vang lên, là vua Hắc Long gọi đến. Tiêu Chính Văn, động tĩnh lần này của cậu quá lớn, nghe nói thiên tử các cũng bị báo động. Vua Hắc Long nói, không có việc gì chứ. Tiêu Chính Văn hỏi, không sao, bên trên còn khen cậu nữa đấy. Lần này không chỉ báo được thù cho 6 người anh em mà hình tượng binh lính Hoa Quốc chúng ta cũng được xác lập trên trường quốc tế. Vua Hắc Long cười nói. Thật ra tôi cũng không phải cố tình muốn tạo dựng hình tượng quốc tế gì cả, có thù tất báo mà thôi. Tiêu Chính Văn thật tâm nói. Tôi biết, lần này mấy tên khốn khổng tước đó ngông cuồng quá đáng, đòn tấn công của cậu rất đúng lúc, không bị các nước thù địch với Hoa Quốc chỉ trích gì. Lúc nào cậu mới về lại, cậu định lúc nào ra tay với bên hiệp hội cấp cao 9 nước. Vua Hắc Long nói. Tôi về Giang Trung trước, còn một số chuyện cần phải giải quyết. Hai người nói vài câu nữa mới cúp máy. Tiêu Chính Văn về lại căn cứ của quân Bắc Lương, dặn dò vài chuyện với các quản lý, sau đó mới lên máy bay chuyên dụng về Giang Trung. Vừa đáp máy bay xuống Giang Trung, Long Lân đã đứng đợi sẵn ở sân bay, sắc mặt vô cùng khó coi nói, Long Vương, chiều nay chúng tôi nhận được thiệp mời từ Hoàng Khắc Long cậu ba Dược Vương Cốc, nói là muốn nói chuyện trong hòa bình với anh. Nói chuyện trong hòa bình. Tiêu Chính Văn cau mày nói, e rằng không phải là Hồng Môn Yến đó chứ.
Nếu đã vậy thì cứ đến thôi. Tôi muốn xem, lần này Hoàng Khắc Long có thể làm được chuyện gì. Chương 849, vấn đề kênh tiêu thụ. Nói xong, Tiêu Chính Văn rời khỏi sân bay. Lời mời của Hoàng Khắc Long phải một tuần nữa mới thực hiện. Mặc dù không biết tại sao lại phải trì hoãn lâu như vậy, nhưng Tiêu Chính Văn chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu ra luôn, Hoàng Khắc Long này nhất định đang âm thầm chuẩn bị gì đó. Vậy nên, anh cũng không vội vàng, coi như đây là thời gian để cho Dược Vương Cốc lựa chọn. Nếu như Hoàng Khắc Long không chịu tỉnh ngộ kịp thời, vậy thì Tiêu Chính Văn cũng không ngại khiến cho Hoàng Khắc Long ở lại Giang Trung mãi mãi. Sau khi trở về biệt thự, Tiêu Chính Văn ôm Nana, chơi đùa với cô bé vô cùng thân thiết. Mới có mấy ngày không gặp mà anh đã cảm thấy rất nhớ con gái rồi. Mong ước của Tiêu Chính Văn rất đơn giản, chính là có thể gắng hết sức mình đồng hành cùng quá trình khôn lớn của Nana ngay từ khi cô bé còn nhỏ. Buổi tối, sau khi Khương Vi Nhan trở về thì có vẻ tâm trạng không được tốt lắm. Sao vậy, sắc mặt em không được tốt? Tiêu Chính Văn đi tới trước mặt Khương Vi Nhan, lúc này cô đang nằm trên ghế sofa, quan tâm hỏi han, tiện thể xoa bóp vai cho cô. Khương Vi Nhan nhắm nghiền hai mắt, ậm ừ một tiếng xem chừng rất dễ chịu, nói, dạo này công việc bận rộn quá, sản phẩm mới cũng gặp phải một số vấn đề, không có đủ kênh tiêu thụ. Có cần anh giúp em tìm một vài kênh tiêu thụ không? Tiêu Chính Văn hỏi. Khương Vi Nhan đứng dậy, nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn, nói, chồng à, em là một người trưởng thành, em không thể cứ mãi núp dưới sự che chở của anh. Nếu bây giờ em đã là tổng giám đốc của công ty thì em phải tận lực mà làm. Em muốn tự mình giải quyết rất nhiều việc, anh có hiểu ý em không? Em không muốn cứ đứng sau lưng anh mãi, em muốn san sẻ cùng với anh. Mặc dù em không hiểu chuyện ở chiến khu, em cũng không thể thay anh bày mưu tính kế. Thế nhưng em muốn làm hết mọi khả năng để chia sẻ với anh chuyện ở công ty và cả chuyện trong cuộc sống nữa. Nghe thấy lời này, Tiêu Chính Văn khẽ cười, nói, được, đều nghe vợ hết, anh không hỏi nữa, anh không can thiệp vào đâu. Nếu như em thật sự hết cách rồi thì cứ tìm anh nhé. Khương Vi Nhan mỉm cười ngọt ngào, tiến lại gần Tiêu Chính Văn, hôn một cái lên trên mặt anh, nói cảm ơn anh nhé chồng yêu của em. Sau đó, Khương Vi Nhan đứng dậy đi tắm. Tiêu Chính Văn nhìn Nana đang trốn trong góc che miệng cười, lườm cô bé một cái, sau đó làm mặt quỷ chạy ra ngoài, đại quái thú tới ăn thịt người đây. Ngày hôm sau, Khương Vi Nhan vừa tới công ty đã phát hiện ra tất cả nhân viên phòng marketing của công ty đều đang cau mày đăm chiêu. Quản lý Triệu, sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi sao? Dường như Khương Vi Nhan nhìn thấy nhân viên đang có lời muốn nói. Sếp Khương, là thế này, gần đây loại thuốc mới mà chúng ta nghiên cứu phát triển để điều trị huyết áp cao mãi vẫn không bán ra được. Tất cả các kênh tiêu thụ và thị trường đối ngoại đều từ chối hợp tác với công ty chúng ta. Hôm nay, có 5 bệnh viện dừng việc hợp tác thu mua loại thuốc mới này của chúng ta. Quản lý Triệu của phòng marketing lúc này đang vô cùng lo lắng. Đây là loại thuốc mới đặc trị bệnh cao huyết áp mà công ty cô nghiên cứu sáng chế cùng với Thanh Vân Tông, hiệu quả rất cao, biểu hiện lâm sàng cũng không tệ chút nào. Thế nhưng khoảng thời gian gần đây, không biết vì lý do gì mà các kênh tiêu thụ của loại thuốc mới này cứ giống như bị người ta cố ý nhắm vào, dù thế nào cũng không bán ra nổi. Để tôi nghĩ cách giải quyết, mấy người cứ đi giải quyết những việc khác trước đi, Khương Vi Nhan nói. Được, quản lý Triệu đáp lời. Khương Vi Nhan trở về phòng làm việc, bóp trán, sắc mặt vô cùng khó coi. Mấy ngày nay Khương Vi Nhan cũng đang đau đầu về vấn đề của loại thuốc mới này. Cô cảm nhận được dường như có người đang cố ý nhắm vào tập đoàn Vi Nhan, nhắm vào loại thuốc mới này. Thế nhưng, mãi mà cô vẫn chưa thể tra ra là do ai làm. Cũng đúng vào lúc này, trong đầu cô chợt vô thức nghĩ tới hình ảnh của Tiêu Chính Văn. Có nên nhờ Tiêu Chính Văn giúp điều tra không nhỉ? Không được, mình không được cứ có chuyện là lại đi nhờ và người khác giúp đỡ, nếu không Khương Vi Nhan mình sẽ vĩnh viễn không thể trở thành một tổng giám đốc ưu tú. Khương Vi Nhan thấp giọng nói. Thế nhưng phải giải quyết vấn đề từ đâu đây? Khương Vi Nhan đăm chiêu suy nghĩ, thật sự không có cách nào tốt cả. Bởi vì mấy ngày nay, vì loại thuốc mới này mà cô đã chạy đi tìm rất nhiều kênh tiêu thụ rồi, thế nhưng câu trả lời của đối phương đều rất mơ hồ. Lúc này,
Khương Vi Nhan liếc mắt nhìn điện thoại, đột nhiên phát hiện ra một tin tức mới. Nhà họ Hồng ở khu vực Tây Kinh chuẩn bị xây dựng chi nhánh công ty y dược tại Giang Trung. Khương Vi Nhan rút ra được tin tức quan trọng. Chi nhánh công ty do nhà họ Hồng xây dựng đã bắt đầu đi tìm đối tác tại khu vực Giang Trung, không biết là công ty nào may mắn như vậy, có thể được nhà họ Hồng nhìn chúng. Nếu như là ngày trước, Khương Vi Nhan tuyệt đối sẽ không biết tới nhà họ Hồng ở Tây Kinh, thế nhưng dù gì hiện giờ cô cũng là người làm kinh doanh, ít nhiều gì cũng biết về người khổng lồ này. Có thể nói nhà họ Hồng ở Tây Kinh một tay che trời ở vùng Trung Tây Hoa Quốc, phạm vi thương mại có liên quan tới rất nhiều lĩnh vực. Y dược, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe, bất động sản, giải trí. Lợi nhuận cả năm của tập đoàn Vi Nhan có thể còn chẳng bằng lợi nhuận một ngày của bọn họ. May là họ chỉ mở một chi nhánh công ty mà thôi, nếu như trụ sở chính của bọn họ chuyển hẳn về Giang Trung, vậy thì các doanh nghiệp lớn của cả tỉnh Giang Trung chắc chắn sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Khương Vi Nhan đặt điện thoại xuống, định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng vào lúc cô vừa mới nhắm mắt lại thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Vào đi, giọng nói êm tai của Khương Vi Nhan vang lên. Sếp Khương, có điện thoại gọi tới, nói là muốn tìm cô, trợ lý Tô Tĩnh nói. Alo, tôi là Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan nhận điện thoại, nói. Tổng giám đốc Khương phải không? Chào cô, ngưỡng mộ cô đã lâu. Bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Anh là... Khương Vi Nhan không nhớ mình từng nghe giọng nói này trong số những người mình đã tiếp xúc trước đấy. Tôi là Hồng Phú Trạch, tổng phụ trách chi nhánh công ty mà nhà họ Hồng ở Tây Kinh xây dựng tại Giang Trung. Tôi đã xem tư liệu về tất cả các công ty tại Giang Trung, phát hiện ra chỉ có tập đoàn Vi Nhan là phù hợp nhất để hợp tác cùng với chúng tôi, Hồng Phú Trạch nói. Khương Vi Nhan cau mày, trong lòng hơi cảnh giác, đối phương là một công ty lớn như vậy, theo lý mà nói mình phải đi xin họ cho mình được hợp tác cùng mới đúng, đối phương sao có thể chủ động tới tìm mình xin hợp tác cơ chứ? Hóa ra là Tổng Giám đốc Hồng, có thể cho tôi biết quý công ty nhìn chúng điểm nào của chúng tôi được không? Anh đừng hiểu nhầm, chúng tôi chỉ muốn hiểu thêm về nhu cầu mà thôi, Khương Vi Nhan hỏi. Làm việc trong giới kinh doanh đã lâu, Khương Vi Nhan đã gặp phải đủ loại lừa lọc lẫn nhau, vậy nên cô sẽ không dễ dàng bị lừa nữa. Trước đây xảy ra chuyện còn có Tiêu Chính Văn lật tẩy, bây giờ chỉ có một mình cô lăn lộn trong thương trường, đương nhiên phải cẩn thận hơn. Ha ha ha, không sao, tôi biết Tổng Giám đốc Khương cẩn thận dè dặt thì sẽ hoài nghi. Cô cũng biết đấy, hiện giờ Thanh Vân Tông của Đại Tông Y Dược Giang Trung đang hợp tác cùng với tập đoàn Vi Nhan, vậy nên chúng tôi hợp tác cùng với cô thì cũng như hợp tác với Thanh Vân Tông mà, Hồng Phú Trạch nói. Hóa ra là như thế, vậy cụ thể lúc nào ta có thể bàn bạc dự án hợp tác đây? Khương Vi Nhan nghe đối phương giải thích như vậy thì cũng thoải mái hơn, trong lòng còn vô cùng kích động. Nếu như tìm được công ty lớn như vậy để hợp tác thì có thể đưa thuốc mới của công ty tiêu thụ đến vùng Trung Tây rồi. Như vậy thì kênh tiêu thụ hoàn toàn được khơi thông. Lúc nào cũng được, hay là thế này đi, để tôi cho người đến đón cô nhé, Hồng Phú Trạch nói. Vậy thì thật không phải phép, hay là anh gửi địa chỉ cho tôi để tôi tự mình tới, Khương Vi Nhan đề nghị. Không sao đâu, sau này ở Giang Trung nhà họ Hồng chúng tôi còn phải nhờ cậy cô nhiều. Cứ như vậy nhé, một tiếng nữa tài xế sẽ đến đón cô. Đối phương nói xong thì cũng cúp máy luôn, mặc dù trong lòng Khương Vi Nhan vẫn còn không ít hoài nghi, thế nhưng vì việc tiêu thụ thuốc mới thì cũng chỉ đành nghe theo sắp xếp của đối phương. Hồng Phú Trạch không để Khương Vi Nhan phải đợi lâu, khoảng chừng hơn 40 phút sau, Tô Tĩnh đã thông báo xe của đối phương đang đợi dưới tầng rồi. Sếp Khương, có cần tôi đi cùng cô không? Tô Tĩnh hỏi. Không cần đâu. Dù gì lần này tôi đi cũng chỉ để bàn chuyện hợp tác mà thôi, cô ở lại tiếp tục làm báo cáo là được rồi. Khương Vi Nhan lắc đầu, sau đó xuống tầng rồi bước lên xe. Chương 850, nhà họ Hồng ở Tây Kinh. Cùng lúc đó, tại một khu nhà giàu ở Giang Trung, nơi này là một căn biệt thự tầm trung, phong cảnh trong căn biệt thự khá phong phú, nào là sân vườn, đài phun nước, hòn non bộ đều có cả, trông rất cao cấp. Mấy ngày trước căn biệt thự này được Hồng Phú Trạch mua lại làm nơi sinh sống của hắn. Tiện tay có thể mua một căn biệt thự tầm trung, có thể thấy nhà họ Hồng có thế lực lớn mạnh thế nào. Tổng Giám đốc Hồng, người kia đã lên xe rồi,
một người đàn ông đeo kính nói. Ừ, tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi. Một người đàn ông có thân hình phát tướng nằm trên ghế giám đốc, cả người hắn toàn là thịt, cái ghế cũng phát ra tiếng cót két vì không chịu nổi sức nặng. Hắn chính là tổng phụ trách của công ty chi nhánh nhà họ Hồng ở Giang Trung Hồng Phú Trạch, cũng là một trong những lãnh đạo cấp cao của nhà họ Hồng. Ngồi đối diện với Hồng Phú Trạch là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, lúc này đang lật xem tài liệu, hắn là Hồng Phú An, cũng là lãnh đạo cấp cao của nhà họ Hồng, là người phụ trách thứ hai của công ty chi nhánh. Người đã đến rồi, hơn nữa còn đến một mình, Hồng Phú Trạch nói. Thật ra dựa vào thực lực của chúng ta, tóm gọn hết các doanh nghiệp y dược ở Giang Trung cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, có cần phải xử lý vài chuyện vô ích không? Hồng Phú An hỏi. Chú không hiểu, nếu Hoàng Khắc Long của Dược Vương Cốc đã nhờ đến chúng ta thì chúng ta phải làm chuyện gì đó để lấy được nhiều con át chủ bài cho họ hơn chứ? Hơn nữa vua Bắc Lương đó không dễ đối phó, sẽ là một tảng đá cản chân lớn trong việc chúng ta thu gọn Giang Trung vào lòng bàn tay. Chỉ cần giải quyết hắn thì công ty sẽ không còn sợ các hiệp hội khác nữa, Hồng Phú Trạch rít một hơi thuốc, sau đó phả khói ra. Dù vua Bắc Lương không dễ đối phó nhưng nhà họ Hồng chúng ta có thế lực chắc chắn, không cần phải dùng mấy thủ đoạn không ai biết như vậy chứ. Đến lúc đó bị lộ ra ngoài, e là sẽ khó giải thích với bên gia tộc. Hồng Phú An lo lắng nói. Không sao, gia tộc chỉ bảo chúng ta thu gọn các hiệp hội lớn và công ty ở Giang Trung trong thời gian ngắn nhất, không yêu cầu chúng ta dùng thủ đoạn gì. Dù sao kết quả tốt là được, đôi khi quá trình không quan trọng. Phú An này, đây là nguyên nhân tại sao anh là tổng phụ trách lần này mà chú lại chỉ là phó phụ trách thôi đó. Hồng Phú Trạch rít một hơi thuốc, sau đó dập đầu thuốc vào trong gạt tàn rồi nói, hơn nữa nếu Hoàng Khắc Long tìm đến chúng ta, tại sao chúng ta không lợi dụng thế lực của Dược Vương Cốc chứ? Hồng Phú An muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng, hắn nghĩ có lẽ đôi khi sự khác biệt giữa mình và anh trai nằm ở đây. Dù sao nhiệm vụ lần này là trợ giúp anh trai. Vậy thì nghe theo anh trai là được, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn quá trình có đơn giản hơn thì đôi khi cũng không thành vấn đề. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa, người đàn ông đeo kính lại xuất hiện. Tổng giám đốc Hồng, người đến rồi, người đàn ông đeo kính nói. Được rồi Phú An, bắt đầu kế hoạch đi, đây là sự khởi đầu cho chúng ta có chỗ đứng trong gia tộc. Hồng Phú Trạch sửa lại cổ áo nói. Hai anh em đi ra ngoài đến phòng tiếp khách. Khương Vi Nhan đã ngồi ở đó, cô đang đọc tài liệu giới thiệu về công ty. Ôi, Tổng Giám Đốc Khương, tôi là Hồng Phú Trạch, hân hạnh được gặp cô. Hồng Phú Trạch bước đến đón tiếp, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào trước ngực Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan đã nhìn thấy ánh mắt của hắn nhưng sắc mặt cô vẫn không thay đổi. Cô đến để bàn chuyện làm ăn, chỉ cần đối phương không làm chuyện gì quá đáng thì cô cũng không chủ động vạch trần. Dù sao cô cũng đã quen với ánh mắt đàn ông khi nhìn mình. Nếu cứ phải so đo như thế thì cô đã tức chết mất. Tổng Giám Đốc Hồng, có gì anh cứ nói thẳng đi, nội dung chúng ta hợp tác cụ thể thế nào, Khương Vi Nhan hỏi. Không vội, cứ uống nước trước đã, chúng ta vừa uống vừa nói. Phú An, chú đi pha cho Tổng Giám Đốc Khương tách cà phê. Hồng Phú Trạch ra hiệu bằng mắt cho em trai mình, Hồng Phú An hiểu ý lập tức đi pha cà phê. Một phút sau, cà phê được bưng lên, Khương Vi Nhan do dự một lúc rồi uống một hớp, sau đó đặt lên bàn. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể bàn chuyện kinh doanh rồi nhỉ, Khương Vi Nhan nói. Đương nhiên là được, tôi muốn để tập đoàn Vi Nhan các cô làm bộ phận chủ lực cho công ty chi nhánh chúng tôi, cô thấy thế nào? Hồng Phú Trạch thản nhiên nói. Anh có ý gì, Khương Vi Nhan hỏi. Tổng Giám Đốc Khương, tôi nói thẳng vậy. Lần này chúng tôi đến Giang Trung là muốn thống trị giới đông y. Nếu cô chịu làm người tiên phong của chúng tôi, đến lúc đó nhận được khá nhiều lợi ích, Hồng Phú Trạch nói. Cái gì, anh muốn tóm gọn tập đoàn Vi Nhan chúng tôi à? Xin lỗi nhé, không thể được, cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay vẫn nên kết thúc tại đây đi. Khương Vi Nhan nhướng mày, cô không ngờ đối phương lại có ý đồ này. Họ muốn công ty cô làm cầu nối. Từng bước tóm gọn các công ty y dược khác ở Giang Trung, chuyện này đúng là kẻ ngu nói mớ. Tùy cô vậy, Hồng Phú Trạch giang rộng hai tay. Khương Vi Nhan tức giận đứng dậy định rời đi.
1098, Hồng Phú An đếm chữ. Anh đang làm gì? Khương Vi Nhan bỗng có cảm giác không ổn. Không có gì, trong cà phê của cô có bỏ thuốc mê mà thôi, Hồng Phú Trạch cười nói. Cái gì, các anh? Khương Vi Nhan vừa muốn nói gì đó thì cảm thấy một cơn buồn ngủ kéo ập đến, sau đó cô ngã xuống đất. Hồng Phú Trạch và Hồng Phú An nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. Anh à, cô gái này trông cũng xinh đấy, hay là trước khi lợi dụng cô ta thì để em chơi đùa sảng khoái chút đi, Hồng Phú An bật cười nham hiểm nói. Không vội, đợi sau khi lợi dụng cô ta lật đổ vua Bắc Lương xong, anh sẽ bảo người đích thân dâng đến phòng chú, Hồng Phú Trạch nói. Vậy được rồi, em sẽ đợi, Hồng Phú An nói. Trong một căn phòng. Hả? Khương Vi Nhan chậm rãi mở mắt ra thì phát hiện tay chân cô đều bị trói trên giường, không thể động đậy. Ký ức quay về, cô biết mình đã bị lừa, hơn nữa còn bị nhốt trong căn phòng này. Ồ, Tổng Giám Đốc Khương tỉnh rồi à, Hồng Phú Trạch bước vào. Tôi, chồng tôi đâu, anh muốn làm gì? Tại sao lại nhốt tôi ở đây? Anh có biết anh làm vậy là phạm pháp không? Trợ lý của tôi biết tôi đến đây, nếu tôi đi lâu quá chưa về thì cảnh sát nhất định sẽ tìm đến đây. Khương Vi Nhan cảnh cáo, hơn nữa, chồng tôi rất giỏi. Nếu biết các anh làm vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ qua cho các anh đâu. Hê hê, tôi sợ quá. Hồng Phú Trạch nói, chồng cô rất giỏi à? Không chắc đâu, nhà họ Hồng ở Tây Kinh không phải là dạng vừa nhé. Rốt cuộc anh muốn gì? Khương Vi Nhan nhìn ra đối phương chẳng hề để lộ vẻ sợ hãi, e là thật sự không sợ nên cô chỉ có thể chuyển đề tài, biết rõ đối phương muốn gì mới có thể bảo đảm sự an toàn của mình. Muốn gì à? Chúng tôi không có hứng thú gì với cô nhưng chúng tôi lại khá hứng thú với chồng cô, cũng chính là vua Bắc Lương đó, Hồng Phú Trạch nói. Các anh muốn lợi dụng tôi để đối phó với chồng tôi sao? Khương Vi Nhan bỗng trợn to mắt nói. Chương 851, bản soái sẽ chống mắt lên nhìn. Cũng coi như không quá ngu ngốc. Hồng Phú Trạch cũng không cần thiết phải phủ nhận, hắn gật đầu. Hừ, nằm mơ đi, các người bắt cóc tôi cũng vô dụng thôi, Khương Vi Nhan nói. Vô dụng hay không cũng không đến lượt cô quyết định. Trước khi tới, chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi, chồng của cô rất yêu thương cô. Cô là điểm yếu duy nhất của hắn. Chỉ cần có thể tận dụng tốt cô thì nhất định vua Bắc Lương tự cao tự đại cũng sẽ phải quỳ gối trước mặt nhà họ Hồng ở Tây Kinh chúng tôi. Hồng Phú Trạch cười khẩy nói. Đây chính là kế hoạch của hai anh em bọn họ. Nếu ngay cả vua Bắc Lương cũng quy phục nhà họ Hồng thì nhà họ Hồng nhất định có thể trở thành gia tộc lớn nhất Hoa Quốc. Bị ổi, không biết xấu hổ, Khương Vi Nhan mắng chửi. Được thôi, cô cứ chửi đi. Nhân tiện xem thử phản ứng của chồng cô khi biết cô bị bắt cóc sẽ như thế nào. Hồng Phú Trạch đặt một chiếc màn hình trước mặt Khương Vi Nhan, bên trong là một căn phòng. Một lúc sau, Hồng Phú Trạch và Hồng Phú An xuất hiện trong video. Gọi điện thoại đi, Hồng Phú Trạch nói. Hồng Phú An cười nhếch mép, lập tức bấm số. Alo, tập đoàn Vi Nhan phải không? Tổng giám đốc của các người đang ở chỗ tôi. Nếu không muốn hai anh em chúng tôi thay nhau cưng chiều cô ta thì hãy nhanh chóng bảo Tiêu Chính Văn đến cứu cô ta đi, giọng nói cợt nhả của Hồng Phú An vang lên. Bộp, Tô Tĩnh sợ tới mức điện thoại rơi xuống đất. Tổng Giám Đốc Khương, bị bắt cóc rồi ư, giọng Tô Tĩnh khẽ run rẩy. Bình tĩnh suy nghĩ lại, mục đích của đối phương là anh Tiêu, vậy thì Tổng Giám Đốc Khương tạm thời không có gì nguy hiểm. Cô ấy lập tức lái xe đến biệt thự. Chuyển cuộc gọi cho Tiêu Chính Văn đang chơi với Nana. Alo, Tiêu Chính Văn đấy à, Hồng Phú An khinh bỉ nói. Anh là... Bên kia truyền đến một giọng nói, do Hồng Phú An bật loa ngoài nên Khương Vi Nhan nghe thấy giọng của Tiêu Chính Văn. Xin chào, tôi là Tổng Giám Đốc Công ty nhà họ Hồng chi nhánh ở Giang Trung, vợ anh giờ đang làm khách ở chỗ tôi, Hồng Phú An nói. Anh có ý gì, nói rõ ràng đi. Tiêu Chính Văn nhận ra có điều gì đó không ổn, giọng nói của anh trở nên trầm hơn. Hồng Phú Trạch mỉm cười trước ống kính, như thể đang nói, nhìn xem, chồng cô cũng quan tâm cô lắm đấy. Được rồi, nếu anh nghe không hiểu thì tôi sẽ nói lại lần nữa. Chúng tôi bắt cóc vợ anh rồi, Hồng Phú An nói. Bên kia, Tiêu Chính Văn nhanh chóng lấy một chiếc điện thoại khác, lập tức gửi tin nhắn cho Long Lân.
Các người là ai? Các người đang tự tìm đường chết đấy, Tiêu Chính Văn tức giận nói. Ha ha ha, quả nhiên là vua Bắc Lương, khí chất đúng là rất khác. Bây giờ tôi cho anh một lựa chọn, đó là đầu hàng phục tùng nhà họ Hồng ở Tây Kinh chúng tôi, nếu không, người phụ nữ tên Khương Vi Nhan này sẽ được chia sẻ cho mấy anh em chúng tôi đấy. Tôi đoán là mùi vị này cũng khá sung sướng đây, ha ha ha. Hồng Phú An nở nụ cười dâm đãng. Tôi khuyên các người thả người càng sớm càng tốt, sau đó lập tức cút khỏi Giang Trung, nếu không, nhiều nhất là 3 ngày, ở Tây Kinh có thể sẽ không còn nhà họ Hồng nữa đâu, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Lúc này, lông mày anh cau lại vì tức giận. Nhà họ Hồng ở Tây Kinh. Gia tộc này anh đã từng nghe nói đến. Đây là gia tộc lớn hạng nhất ở vùng Trung Tây Hoa Quốc. Mặc dù không thể so sánh với 4 đại gia tộc lánh đời, nhưng cũng được xếp vào 10 gia tộc lớn ở Hoa Quốc. Hơn nữa, nhà họ Hồng ở Tây Kinh này còn có một vị anh hùng cực kỳ mạnh mẽ, đã thống trị vùng Trung Tây gần nửa thế kỷ. Ôi sợ quá, anh có năng lực lớn vậy sao? Được rồi, tôi cũng không đùa với anh nữa. Nếu trước 8 giờ tối nay, tôi không nhìn thấy anh đầu hàng phục tùng nhà họ Hồng ở trên bản tin, thì chúng tôi sẽ cùng chơi với vợ anh, ha ha ha, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Hồng Phú An cười lớn rồi cúp điện thoại. Lúc này, trong mắt Tiêu Chính Văn đầy lửa giận, cơn phẫn nộ của anh đã bùng cháy. Alo, Long Lân, tôi kéo dài thời gian lâu như vậy, cậu đã tra ra được vị trí chưa? Tiêu Chính Văn cố kìm nén cơn tức giận, hỏi. Tra ra rồi, ở tòa nhà số 3, trang viên Bắc Ngoại Ô. Giọng nói dõng dạc của Long Lân vang lên. Được, nghe theo lệnh của tôi. Tôi muốn huy động tất cả binh lính ở Giang Trung. Nghe rõ chưa, tất cả binh lính. Giọng điệu của Tiêu Chính Văn lạnh đến mức thấu xương. Rõ, thuộc hạ sẽ liên hệ với sở chỉ huy quân đội Giang Trung. Long Lân trả lời rồi nhanh chóng thực thi mệnh lệnh. Hơn 10 phút sau, nếu như lúc này có ai ở Giang Trung đứng trên cao nhìn xuống, chắc chắn sẽ nhìn thấy binh lính cầm súng thật, đạn thật ở khắp mọi nơi, vô cùng khí thế, tốc độ cực nhanh. Khiến người ta líu lưỡi. Trong căn phòng, Khương Vi Nhan nằm trên giường, mặt đầy nước mắt. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng bị trói quá chặt, hơn nữa sau khi uống phải thuốc mê, cơ thể cô vô cùng yếu ớt. Chính Văn, anh đừng đến đây. Khương Vi Nhan lẩm bẩm. Cô không muốn Tiêu Chính Văn đến đây, bởi vì cô biết đối phương chắc chắn đã giăng sẵn lưới để chờ Tiêu Chính Văn. Đã 6 rưỡi rồi. Tên vua Bắc Lương kia không phải là không tới đó chứ? Hồng Phú An chán nản nói. Anh cũng không biết, nếu hắn không tới thì cô gái kia cũng là của chúng ta không thể để thời gian uổng phí vậy được, Hồng Phú Trạch nói. Cũng đúng, em đi tắm trước đây, biết đâu lát nữa được vác súng lâm trận. Hồng Phú An chuẩn bị đi tắm. Lúc Hồng Phú An bước vào cửa nhà tắm thì cổng biệt thự bị đá bay. Rầm rầm rầm. Mấy chục binh lính xông vào, trên tay cầm vũ khí, vô cùng khí thế. Bọn họ nhanh chóng bao vây 2 anh em Hồng Phú Trạch. Các người là ai? Sao có thể đột nhập vào nhà riêng chứ? Hồng Phú An sợ đến mức mặt trắng bệch, thiếu chút nữa là ngã khuỵu xuống đất. Hồng Phú Trạch bên cạnh cũng dùng mình sợ hãi. Còn hỏi tôi là ai ư? Chẳng phải anh bảo tôi tới cứu người sao? Sao thế, không hoan nghênh tôi à? Lúc này, Tiêu Chính Văn tràn đầy lửa hận bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn 2 người. Người đâu, mau đến đây, Hồng Phú Trạch hét lớn. Nếu anh trông chờ vào mấy chục tên vệ sĩ ngoài cửa thì anh đừng nghĩ nữa, tất cả bọn họ đều bị người của tôi giết chết rồi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Cái gì, sao có thể như vậy chứ? Bọn họ đều là cường giả quân vương và chiến thần. Hồng Phú Trạch điên cuồng hét lớn. Hắn rõ ràng là đã bố trí hết thiên la địa võng, nhưng tại sao lại không có tác dụng chứ? Không gì là không thể cả, chỉ có thể nói tầm nhìn của anh hạn hẹp mà thôi. Động đến người của tôi, các người nên nghĩ đến chuyện sẽ có ngày như vậy. Ánh mắt của Tiêu Chính Văn đằng đằng sát khí. Lúc này, anh bước từng bước về phía 2 người kia như thần chết xuất hiện. Mày muốn làm gì? Bọn tao là lãnh đạo cấp cao của nhà họ Hồng. Nếu mày dám ra tay với tao thì mày sẽ xong đời đấy, không ai bảo vệ nổi mày đâu. Hồng Phú Trạch nhìn thấy Tiêu Chính Văn bước về phía mình, liền hoảng sợ giống như nhìn thấy thần chết. Đừng nói là một nhà họ Hồng,
cho dù là 10 nhà họ Hồng thì bản soái cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lạnh như dao. Lúc anh nâng tay lên, con dao quân đội năm cánh phóng ra. A! À, tiếng hét thất thanh vang lên, hai anh em Hồng Phú Trạch và Hồng Phú An không ngừng ôm chặt lấy đũng quần đầy máu của mình, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Đời này, bọn họ không thể làm đàn ông được nữa. Trong lòng hai người lúc này đều nổi lên cảm giác hối hận. Tiêu Chính Văn này thật quá lớn mạnh. Hơn nữa còn quá hống hách. Ngay cả nhà họ Hồng ở Tây Kinh cũng không coi ra gì. Vua Bắc Lương, mày chết chắc rồi. Mày dám ra tay với bọn tao, nhà họ Hồng ở Tây Kinh nhất định sẽ không tha cho mày. Mày chỉ là chủ soái của một chiến khu mà thôi. Nhà họ Hồng ở Tây Kinh cũng có người ở Long Kinh. Lúc này, mặt Hồng Phú Trạch vô cùng hung tợn, tức giận gầm lên. Còn Tiêu Chính Văn vẫn bình tĩnh, chế nhạo nói, vậy sao? Vậy bản soái sẽ chờ xem, rốt cuộc nhà họ Hồng ở Tây Kinh sẽ không bỏ qua cho bản soái, hay là 300.000 quân Bắc Lương sẽ không bỏ qua cho nhà họ Hồng ở Tây Kinh? Chương 852, quyết định của nhà họ Hồng. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, anh em nhà họ Hồng vô thức run rẩy. Vì họ cảm nhận được sự bốt lạnh và sát khí thấu xương trên người Tiêu Chính Văn. Anh sẽ tiêu diệt nhà họ Hồng thật. Ngay lúc đó hai người cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn hai người, sau đó nói với binh lính phía sau, bắt họ lại, sau đó thông báo với nhà họ Hồng ở Tây Kinh, muốn cứu người lại thì phải đến đây xin lỗi với thái độ chân thành nhất. Nếu không hai người này không bao giờ trở về Tây Kinh được đâu. 300.000 quân Phá Long của tôi cũng sẽ đích thân đạp nát Tây Kinh. Vâng, chủ soái. Một phó sĩ quan đứng đằng sau đáp. Sau đó Tiêu Chính Văn đi ra khỏi biệt thự. Ngoài biệt thự, Khương Vi Nhan đã đợi anh ở trong xe. Tiêu Chính Văn bảo người đưa cô ra ngoài, anh không muốn để Khương Vi Nhan nhìn thấy tình trạng thảm hại của hai tên khốn đó, nếu không tối nay cô nhất định sẽ gặp ác mộng mất. Anh xin lỗi đã để em sợ đến vậy. Tiêu Chính Văn nhẹ giọng nói. Không, không có. Khương Vi Nhan hơi hốt hoảng nói, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn. Thấy vậy Tiêu Chính Văn khẽ ôm lấy cô. Cả người Khương Vi Nhan mới không còn run nữa. Một lúc sau, Khương Vi Nhan ngồi thẳng người dậy lo lắng nhìn Tiêu Chính Văn hỏi, lần này anh làm sập công ty chi nhánh của nhà họ Hồng, lại bắt hai lãnh đạo cấp cao của nhà họ Hồng, e là họ sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Mặc dù Tiêu Chính Văn là chủ soái Bắc Lương nhưng nhà họ Hồng ở Tây Kinh cũng không phải là gia tộc nhỏ đơn giản. Đó là gia tộc đứng đầu ở vùng Trung Tây, Hoa Quốc. Thế lực hùng hậu, quan hệ rộng. Hơn nữa Tiêu Chính Văn còn hành động không hề khiêm tốn như vậy, chắc chắn sẽ khiến nhiều gia tộc và thế lực lâu đời ở Hoa Quốc bất mãn. Đó chẳng phải là đúng như ý anh sao, anh từ tỉnh xa xôi đến đấu với họ, chỉ cần họ dám đến, anh cũng dám trừ khử cho họ xem. Tiêu Chính Văn dửng dưng nói, trong lời nói còn hàm chứa sự tự tin. Tự tin này đến từ thực lực. Nếu đổi thành người khác nói vậy với Khương Vi Nhan, cô chắc chắn sẽ nghĩ người này điên rồi, nói mà chẳng biết xấu hổ. Nhưng nếu là Tiêu Chính Văn nói, cô tin tưởng tuyệt đối, hơn nữa còn cảm thấy an toàn. Nghe anh nói xong, Khương Vi Nhan cũng không nói gì, cô chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời. Sau khi Tiêu Chính Văn đưa cô về biệt thự, anh lấy điện thoại ra gọi cho Long Lân. Long Vương lại sắp có hành động gì sao? Long Lân hỏi. Tạm thời không có, dạo này sắp xếp nhiều người đi theo Vi Nhan hơn nhé, tôi lo nhà họ Hồng sẽ trả thù, Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói. Anh yên tâm, cứ giao cho tôi là được, Long Lân trịnh trọng nói. Nửa đêm, biệt thự nhà họ Hồng ở Tây Kinh. Cái gì? Một ông già đầu tóc bạc phơ tức giận gào lên. Ông ta đứng phát dậy hất hết trà trên bàn xuống đất. Nhiều người làm cúi người run cầm cập sợ ông ta trút giận lên người mình. Một người mặc đồ quản gia cũng cong người cúi đầu, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả trán. Vâng, tin tức cực kỳ chính xác. Quản gia lẩm bẩm nói. Ông nói hàng nghìn binh lính xuất hiện ở biệt thự là để đối phó với hai thằng cháu kém cỏi của tôi à? Hồng Vũ Chiết hỏi. Vâng. Xem ra vua Bắc Lương đó có bản lĩnh hơn người đã ém toàn bộ tin tức xuống. Mặc dù tiếng hét thảm thiết vang khắp biệt thự cả buổi tối nhưng không gây xôn xao gì lớn cả. Quản gia khổ tâm nói. Bản lĩnh hơn người,
mẹ kiếp cái bản lĩnh hơn người. Hai thằng cháu của tôi bị nhốt ở giam chung, tôi làm sao giải thích với em trai đã ra đi của tôi đây chứ? Hồng Vũ Triết đau khổ nhắm mắt lại. Thật ra hai người họ cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm. Tôi nghe người nhà họ Hồng may mắn sống sót vì lúc đó không ở trong biệt thự nói, là do hai người họ bắt cóc một người mà vua Bắc Lương vô cùng yêu thương nên đã chọc giận đối phương, thế nên mới quản gia nói. Bắt cóc cái con khỉ, dù bắt cóc một người phụ nữ thì có làm sao, chúng là người nhà họ Hồng, còn có người dám cả gan đánh người nhà họ Hồng nữa sao? Định làm phản luôn rồi hả? Hồng Vũ Triết gào mồm lên. Quản gia cúi đầu không dám trả lời. Mặc dù ông ta biết Hồng Phú Trạch và Hồng Phú An tự làm tự chịu nhưng nếu người kia đã nói vậy thì ông ta cũng không nên nhiều chuyện. Rõ ràng là gia tộc bảo họ làm người tiên phong đến đó đặt nền móng trước, đợi người của gia tộc du nhập vào nữa thì sẽ dần dần tóm gọn các doanh nghiệp ở Giang Trung. Dù vua Bắc Lương không dễ đối phó thì cũng từ từ giải quyết. Không ngờ hai người này mất não lại làm ra chuyện như vậy, không chỉ không hoàn thành được nhiệm vụ mà còn bị đe dọa đến tính mạng. Bố, thế giờ phải làm sao? Hai người đó thất bại rồi, bên chỗ Dược Vương Cốc sẽ không nghi ngờ gì năng lực của nhà họ Hồng chúng ta chứ. Đứng đằng sau Hồng Vũ Triết là một người đàn ông rất giống ông ta, hắn bước ra trước hỏi. Người này là Hồng Nhất Nặc, là con trai độc nhất của gia chủ nhà họ Hồng Hồng Vũ Triết. Hồng Vũ Triết ngồi trên ghế, ánh mắt chợt lóe sáng. Chúng ta chắc chắn sẽ báo thù cho hai em họ con. Nếu không bố không còn mặt mũi nào đối mặt với chú hai. Còn bên Dược Vương Cốc thì không sao đâu, bố sẽ bảo người liên lạc. Hồng Vũ Triết nói. Nhưng có vẻ vua Bắc Lương đó không dễ đối phó, nếu ở Tây Kinh thì chúng ta không phải sợ, nhưng đây là địa bàn của người ta. Hồng Nhất Nặc nói. Con nghĩ bố của con ngốc đến nỗi đối đầu trực tiếp với cậu ta sao? Bố sẽ gây rắc rối cho cậu ta, Hồng Vũ Triết nói. Hơn nữa còn không thể lộ diện như hai thằng em họ ngu ngốc đó được, Hồng Nhất Nặc cười nói. Không hổ là con trai bố, thông minh hơn hai đứa kia nhiều. Hồng Vũ Triết vui mừng nhìn con trai mình, đã bớt giận đi không ít. Nếu là người ngoài nghe thấy mấy lời tức giận vừa rồi của Hồng Vũ Triết thì thật sự nghĩ là ông ta đau lòng vì hai đứa cháu của mình, nhưng thật ra ông ta chỉ đang giả vờ thôi. Trả thù cho hai đứa cháu là giả. Bảo vệ danh tiếng của nhà họ Hồng mới là thật. Ngay cả đứa em trai thứ hai của Hồng Vũ Triết chết cũng không ai biết tại sao một người đang sống yên ổn như thế lại chết đột ngột, chỉ có Hồng Nhất Nặc biết người kia bị bố hắn hại chết vì tranh đoạt vị trí gia chủ. Còn hai tên ngu ngốc Hồng Phú Trạch và Hồng Phú An có chết thì cũng mặc kệ thôi. Nhưng bây giờ vua Bắc Lương đã cảnh cáo nhà họ Hồng chúng ta rồi, có cứu người hay không ạ? Hồng Nhất Nặc hỏi. Hồng Vũ Triết nghĩ một hồi rồi nói, không vội, tính chất của chuyện này quan trọng, chúng ta phải thông báo với hội trưởng lão của gia tộc, nghiên cứu kỹ phương án cứu người. Nói thế nào đối phương cũng là chủ soái Bắc Lương, dưới trướng có đến 300.000 binh lính. Nếu đắc tội thật thì dù nhà họ Hồng ở Tây Kinh có thế lực hùng hậu, có người ở Long Kinh đi chăng nữa, cũng không thể chịu được cơn giận của vua Bắc Lương. Không chừng đến lúc đó chúng ta còn phải làm phiền đến vị đại nhân của Võ Thần Tông ra tay nữa. Nói đến đây, phòng khách dần trở nên im ắng. Người làm hiểu ý hai bố con nhà họ Hồng nên run rẩy đi ra ngoài. Sau khi thấy người làm ra ngoài, Hồng Nhất Nặc nhỏ giọng nói, bố, hay là con sắp xếp cho bọn cú đêm đến Giang Trung lặng lẽ giết vợ con của vua Bắc Lương đó. Nghe thế, Hồng Vũ Triết nhíu mày, sau đó hỏi, con nắm chắc được bao nhiêu? Hồng Nhất Nặc nghĩ rồi nói, 70%, không phải bố không biết cách làm của cú đêm tội phạm truy nã cấp quốc gia, giỏi chế tạo thuốc nổ. Ngày hôm sau, Khương Vi Nhan đi đến văn phòng như ngày thường, tâm trạng hôm nay của cô rất tốt. Như thường lệ, Khương Vi Nhan định đến phòng nghiên cứu xem tiến độ phát triển thuốc. Cô vừa đi vào thang máy thì phát hiện một nhân viên mặc bộ đồ làm việc màu xanh đang làm gì đó. Người đó thấy cô bước vào thì hơi lẩn tránh. Anh lén lút làm gì vậy? Khương Vi Nhan hỏi. Chương 853, bom. Hả, tôi đang sửa thang máy, tên công nhân kéo thấp mũ bảo hộ xuống rồi nói. Thang máy không hỏng thì anh sửa cái gì? Vẫn hoạt động khá tốt mà, Khương Vi Nhan hỏi tiếp. À, hôm qua có người gọi cho tôi, nói trong quá trình hoạt động có tiếng kẹt kẹt,
độ rung lắc cũng khá lớn nên tôi qua kiểm tra, tên công nhân nói. Được, vậy anh sửa đi. Khương Vi Nhan khẽ gật đầu, cũng không để tâm đến chuyện của hắn nữa. Thang máy lên đến nơi, Khương Vi Nhan liền bước ra ngoài. Đợi đến Khương Vi Nhan ra khỏi thang máy, khuôn mặt của tên công nhân sửa chữa đó dần lộ ra dưới chiếc mũ bảo hộ, đó là một gương mặt bị biến dạng, hai mắt đầy vẻ dữ tợn và điên cuồng. Hắn ta kéo hộp dụng cụ đến, mở khóa, lấy đồ từ bên trong ra, bắt đầu lắp đặt. Nửa tiếng sau, hắn bước ra khỏi thang máy, mỉm cười với camera, lộ ra khuôn mặt như thây ma. Sau đó, hắn không hề rời đi mà đi thẳng đến một căn phòng. Lúc tên công nhân mặc đồ xanh đi ra khỏi đó đã là 4 giờ chiều, tức là hắn đã ở đó được 6 tiếng. Tên công nhân áo xanh không rời đi mà lại quay về trong tập đoàn Vi Nhan, đi tới một căn phòng, mở nắp một cái thùng màu xanh, bên trong có một người đang nằm, người đó chính là Khương Vi Nhan đã bị hắn đánh ngất từ phía sau. Xin lỗi nhé, hy vọng cô có thể sống sót, nhưng ai mà biết được đây. Tên công nhân áo xanh lại đóng nắp thùng lại, đồng thời đặt lên đó vài thứ đồ nặng tầm 50 cân. Sau khi mọi việc xong xuôi, hắn ta lại đến phòng làm việc của Khương Vi Nhan, viết một bức thư, làm xong tất cả mới rời đi. Chỉ 5 phút sau khi tên công nhân áo xanh biến mất, hai người đàn ông mặc trang phục bình thường đi đến. Anh có chắc là tên đó vừa đặt bom không? Một trong hai người hỏi. Không thể sai được, bởi vì tôi mới ngửi thấy mùi thuốc nổ nồng đậm, mau báo với Long Tôn. Long Nhị khẳng định. Long Tôn, anh nghe tôi nói, có người đặt bom trong tập đoàn Vi Nhan. Long Nhị gọi cho Long Lân để thông báo. Cái gì? Có người đặt bom trong tập đoàn Vi Nhan hả? Điên rồi sao? Tôi lập tức gọi điện cho Long Vương, vợ Long Vương vẫn còn trong tòa nhà à? Long Lân hoảng hốt đến thay đổi sắc mặt. Thật không ngờ lại có kẻ dám trà trộn vào tập đoàn Vi Nhan để đặt bom. Không, chúng tôi vừa đột nhập vào văn phòng, trên mặt bàn có để lại một lá thư, trên đó viết rằng sếp Khương đã bị kẻ gài bom nhốt ở một nơi khác trong tòa nhà. Hơn nữa, từ giờ đến khi bom phát nổ, chỉ còn nửa tiếng thôi, Long Nhị nói. Đúng là đồ điên, tôi sẽ đi báo với Long Vương. Long Lân không dám chậm trễ, nhanh chóng gọi điện cho Tiêu Chính Văn. Long Vương, xảy ra chuyện rồi. Đám người Long Nhị nói có người đặt những quả bom tự chế trong tập đoàn Vi Nhan. Vợ anh cũng biến mất chưa tìm thấy. Long Lân vội vàng nói. Cái gì, tôi ghé qua đó ngay, cậu lập tức liên lạc với đội cứu hỏa Giang Trung. Để bọn họ nhanh chóng cử người đến cứu trợ và sợ tán người, Tiêu Chính Văn nói. Vâng vâng vâng, tôi đi liên hệ ngay đây, Long Lân cúp máy. Vi Nhan, em nhất định đừng xảy ra chuyện. Hai mắt Tiêu Chính Văn không ngừng giật, lộ ra vẻ mặt nguy hiểm. Anh luôn nghĩ chỉ cần không để kẻ khác tiếp cận Khương Vi Nhan thì sẽ không có chuyện gì, thật không ngờ đối phương lại chơi trò rút củi đáy nồi, trực tiếp gài bom bên trong. Ngay sau đó, người trong tập đoàn Vi Nhan đã được sơ tán toàn bộ, nhưng lại không thể tìm thấy bóng dáng Khương Vi Nhan, tựa như người đã bốc hơi khỏi thế giới vậy. Long Lân liên hệ với đội cứu hỏa Giang Trung, đội trưởng đội cứu hỏa lập tức cử người đến đó, khi nghe còn có cả bom, liền nhanh chóng liên lạc với chuyên gia xử lý bom giỏi nhất Giang Trung. Lính cứu hỏa vội vàng tìm kiếm Khương Vi Nhan, nhưng vẫn chưa có tin tức. Bởi vì những người lính cứu hỏa này không thông thuộc địa hình trong công ty. Chắc chắn sẽ có sơ sót, bọn họ cũng nghĩ đến việc nhờ nhân viên công ty chỉ đường đi tìm kiếm. Nhưng là lính cứu hỏa, bọn họ không thể làm vậy, ai biết được thời gian đến khi bom phát nổ có thật sự là nửa tiếng hay không, bọn họ không thể dùng tính mạng người dân ra đánh cược, cho dù có người đề nghị sẽ dẫn đường, họ cũng phải từ chối. Sao rồi, tìm thấy chưa? Lúc này, Tiêu Chính Văn vội chạy tới. Chưa, vẫn chưa thấy cô Khương Vi Nhan. Một lính cứu hỏa nói. Tiêu Chính Văn lấy di động ra, lật lại nhật ký cuộc gọi ban nãy, tính ra thời gian còn chưa đến 10 phút. Phải làm sao đây, 10 phút, bọn họ vẫn chưa tìm thấy Khương Vi Nhan, đầu óc Tiêu Chính Văn xoay chuyển. Tình thế càng cấp bách, đầu óc anh càng bình tĩnh, đây là thành quả của những năm tháng rèn luyện tại chiến trường Bắc Lương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ còn chưa đầy 9 phút nữa. Nếu thật sự không được, chỉ có thể để các vị chuyên gia đến đây tìm cách phá bom, đội trưởng đội cứu hỏa nói. Không được,
Không được, vào lúc này chúng ta căn bản không có gì chắc chắn liệu có thể tháo gỡ được hết bom hay không. Tôi nghĩ cho dù là chuyên gia xử lý bom giỏi nhất Hoa Quốc cũng không nắm chắc, một trong số các chuyên gia nói. Thôi vậy, để tôi tự mình vào, tháo xong một cái, thì báo thời gian cho tôi. Tiêu Chính Văn xoay người, nhảy vào bên trong tòa nhà, mở cửa thang máy bằng một cú đấm. Trước đó, lính cứu hỏa đã xác định được vị trí của tất cả các quả bom trong lúc tìm kiếm Khương Vi Nhan. Anh ta định trực tiếp gỡ bom à? Mấy chuyên gia xử lý bom khó tin hỏi. Sao có thể chứ? Người này điên rồi. Lại có chuyên gia khác tiếp lời. Đánh chết họ cũng không tin, người trước mặt này có thể tháo gỡ hết bom trong thời gian ngắn như vậy. Các chuyên gia nghĩ như vậy cũng không phải không có lý. Những quả bom mà tên công nhân áo xanh đó đã đặt đều là bom hẹn giờ thông thường, thế nhưng dây quấn bom hẹn giờ thông thường nhất lại là loại tháo dỡ phức tạp nhất. Tiêu Chính Văn không dám chần chừ, nhanh chóng lấy hộp dụng cụ ra. Hai tay Tiêu Chính Văn nhanh như chớp, tìm đúng vị trí rồi cắt đứt. Quả tiếp theo, Tiêu Chính Văn hô lên. Đây đúng là phép màu. Mặc dù các chuyên gia không tận mắt thấy Tiêu Chính Văn gỡ bom thế nào, nhưng khi nghe một quả bom đã được tháo gỡ, tất cả đều thốt lên đầy kinh ngạc. 72 giây, một lính cứu hỏa hô to. Không đủ thời gian, đẩy nhanh tốc độ. Tiêu Chính Văn nhanh chóng đứng dậy, lao đến điểm tiếp theo. 64 giây, 57 giây. Ánh mắt Tiêu Chính Văn chăm chú, vô cùng tập trung. Còn 3 phút, 4 quả nữa. Lính cứu hỏa liên tục báo thời gian và lượng bom còn lại. 13 giây cuối, còn một quả, trên tầng cao nhất. Lính cứu hỏa tuyệt vọng nhắm mắt, 13 giây để gỡ một quả bom, quả thực quá khó. 13 giây, tuyệt đối không thể, đây là điều mà sức người không làm nổi, dùng cách nào cũng vô dụng, các chuyên gia xử lý bom đều lắc đầu. Không kịp rồi. Tiêu Chính Văn nhặt một hòn đá trên mặt đất, dùng sức ném mạnh vào quả bom cuối cùng. Anh điên rồi à? Làm vậy sẽ gây ra một vụ nổ đó. Các chuyên gia xử lý bom tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chương 854, đừng bỏ em lại một mình. Thế nhưng, tiếng nổ trong dự đoán lại không hề xuất hiện và trái bom thì bị chẻ ra làm hai nửa. Bên ngoài tòa nhà trước tiên là sự im lặng chết chóc, tiếp theo đó là những tiếng hoan hô rầm rộ. Nếu như nguy hiểm đã qua đi thì tôi sẽ mau chóng cho nhân viên của công ty vào trong giúp đỡ tìm kiếm. Bọn họ quen thuộc với công ty nhiều hơn, cũng dễ tìm thấy hơn, lính cứu hỏa nói. Tiêu Chính Văn gật đầu, nhanh chóng quay trở lại trong tòa nhà, bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng. Bên trong chiếc thùng xanh đầy bụi, Khương Vi Nhan khó khăn hít thở, miệng bắt đầu lẩm bẩm một cách mơ hồ. Tiêu Chính Văn. Sau hơn một tiếng đồng hồ, mọi người di chuyển được vật nặng chắn trên thùng xanh đi, quả nhiên Khương Vi Nhan đang nằm bên trong. Thế nhưng lúc này cả người cô đã đầy mồ hôi, hô hấp cũng vô cùng yếu ớt. Mau thông báo cho mọi người, lính cứu hỏa ôm Khương Vi Nhan ra ngoài. Lúc Tiêu Chính Văn chạy tới nơi, phát hiện ra tất cả phản ứng cơ thể mà Khương Vi Nhan biểu hiện ra đã cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không nhanh chóng làm gì đó, đợi đến khi não bị thiếu oxy quá lâu, dù không chết thì cũng sẽ biết thành một người ngớ ngẩn thậm chí là người thực vật. Tiêu Chính Văn lập tức ôm lấy Khương Vi Nhan rồi xông về phía xe cứu hộ. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Tiêu Chính Văn sốt ruột chờ đợi. Đã tìm được kẻ ra tay chưa? Tiêu Chính Văn nhìn thấy Long Lân đang chạy về phía mình thì lên tiếng hỏi. Tìm được rồi, bây giờ đã bị tôi tống giam, Long Lân nói. Chúng tôi cũng tra ra tư liệu về hắn, người này vốn dĩ là một thợ điện, là một tên côn đồ, sống nương tựa với mẹ qua ngày. Bởi vì đòi nợ rồi bị ông chủ tạt axit sulfuric đậm đặc khiến cho vẻ ngoài biến dạng nên hắn vô cùng chán đời và căm hận ông chủ. Long Lân nói, dựa theo tình hình tìm hiểu trước mắt, người này rất có khả năng bị người ta lợi dụng. Đợi lát nữa tôi sẽ đích thân đến thẩm vấn hắn, tìm ra kẻ chủ mưu đứng phía sau. Không thể cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì giọng nói của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng rất rõ ràng. Người này đã bị liệt vào danh sách nhất định phải giết trong cuốn sổ sinh tử của Tiêu Chính Văn. Bất luận bản thân hắn đã gặp phải chuyện gì thì tuyệt đối cũng không được phép ra tay với Khương Vi Nhan, đây là chuyện mà anh không thể khoan nhượng được nhất. Long Vương, anh cứ yên tâm, vợ anh ở Hiền ắt sẽ gặp lành, sẽ không có chuyện gì đâu, Long Lân nói.
vừa nói dứt lời, đèn trên phòng phẫu thuật liền tắt ngúm. Một bác sĩ bước ra từ bên trong, đang cởi bỏ áo khoác trắng. Bác sĩ, sao rồi ạ? Tiêu Chính Văn tiến lên phía trước. Người không sao, chỉ là thời gian thiếu oxy tương đối lâu, vẫn xem như may mắn vì được cứu chữa kịp thời. Nếu như muộn thêm 10 phút nữa thì e rằng sau này chỉ có thể nằm trên giường bệnh sống qua ngày mà thôi. Dù vấn đề không lớn, thế nhưng bệnh nhân tỉnh dậy cơ thể sẽ rất yếu, hơn nữa đầu cũng sẽ đau bất thường, phải chăm sóc và hỗ trợ cô ấy phục hồi thật tốt, khoảng chừng một tuần lễ sẽ đỡ hơn rất nhiều. Bác sĩ nói. Cảm ơn bác sĩ. Tiêu Chính Văn thở phào một hơi. Bác sĩ lại đánh giá Tiêu Chính Văn thêm một lượt rồi rời đi. Tiêu Chính Văn bước vào trong phòng, Khương Vi Nhan đang đeo máy thở. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi thật nhiều, đừng thường xuyên gây ổn cho cô ấy. Y tá dặn dò vài câu rồi cũng rời đi. Mắt Khương Vi Nhan vẫn đang nhắm nghiền, lông mi khẽ rung lên. Tiêu Chính Văn, đừng bỏ em ở lại một mình. Giọng nói của Khương Vi Nhan mang theo cả tiếng khóc. Tiêu Chính Văn phát hiện ra Khương Vi Nhan đang nói mớ. Trong lòng vui vẻ không thôi, cũng vô cùng áy náy tự trách. Những ngày gần đây, Tiêu Chính Văn đã chuẩn bị tốt đủ loại dự đoán ứng phó, bảo vệ cô, che chở cô, không để cho cô bị thương dù chỉ một chút. Thế nhưng, những việc ngoài dự tính vẫn cứ nối tiếp nhau xảy ra. Điều này khiến cho Tiêu Chính Văn vô cùng khó chịu. Dù bản thân anh là vua Bắc Lương, thế nhưng vẫn không thể ngăn chặn việc người thân ở bên cạnh mình bị hãm hại đủ kiểu. Những kẻ thù tiềm ẩn giống như nấm mọc sau mưa, từng tên nối đuôi nhau xuất hiện. Bạn vĩnh viễn không thể lường trước được, có thể vào lúc bạn đang đi trên đường, sẽ có một sát thủ xuất hiện rồi đột nhiên đánh úp bạn. Sau khi hít sâu vào một hơi, ánh mắt Tiêu Chính Văn liền trở nên sáng rực. Bất luận ra sao, chỉ cần dám ra tay với Khương Vi Nhan, không cần biết hắn là người như thế nào, dù có là nhân vật khủng bố đến đâu. Tiêu Chính Văn cũng sẽ tự tay mình giết chết. Anh bước vào trong, khẽ vuốt ve gương mặt của Khương Vi Nhan. Không biết tại vì sao, khoảnh khắc tay Tiêu Chính Văn vừa chạm vào Khương Vi Nhan vốn dĩ vẫn đang nói mớ chợt yên tĩnh trở lại, gương mặt còn mang theo nụ cười bình tĩnh. Không chỉ có như vậy, Khương Vi Nhan còn dùng tay giữ chặt lấy tay Tiêu Chính Văn theo bản năng, không cho phép anh rút ra. Tiêu Chính Văn chỉ có thể ngồi bên cạnh cô một tiếng đồng hồ, đợi đến khi Khương Vi Nhan xoay người buông tay ra, anh mới có thể rút tay mình trở về. Vợ à, em nghỉ ngơi cho tốt, chuyện còn lại cứ giao cả cho anh. Tiêu Chính Văn nói nhỏ đầy dịu dàng rồi khẽ hôn lên trên trán Khương Vi Nhan một cái. Tiêu Chính Văn quay người rời đi, bây giờ anh phải tới thẩm vấn tên khốn kia. Chương 855, Thẩm vấn. Lúc này, tại sở chỉ huy quân đội Giang Trung. Trong tầng hầm tăm tối, tên công nhân mặc áo xanh đang bị treo trên dây sắt, kêu gào không ngừng. Thả tôi ra, mấy người bắt tôi làm gì? Tôi chỉ là một thợ sửa điện mà thôi. Mấy người mau thả tôi ra, nếu không đợi đến lúc tôi ra ngoài rồi nhất định sẽ không tha cho mấy người, tôi muốn mấy người phải ngồi tù. Rốt cuộc mấy người muốn nhốt tôi đến khi nào, tôi nói cho mấy người biết, tôi chẳng biết một cái gì cả. Tôi sẽ không nói cái gì đâu. Đột nhiên, một bóng người lạnh băng bước vào từ bên ngoài cửa. Tận dụng bây giờ vẫn còn sức thì cố mà kêu gào vài tiếng, đợi lát nữa có lẽ chẳng còn kêu nổi đâu. Giọng nói của Tiêu Chính Văn đột nhiên vang lên, vang vọng khắp cả căn phòng bí mật, khiến cho tên công nhân mặc đồ xanh có cảm giác như âm thanh của quỷ dữ. Anh muốn làm cái gì, tôi không biết gì hết cả, mau thả tôi ra đi. Tên công nhân mặc đồ xanh nghiến răng nghiến lợi nói. Vẫn cứng miệng như vậy à? Thật là ngại quá, tao thích nhất là thẩm tra mấy kẻ cứng miệng, miệng càng cứng thì tao lại càng hứng thú. Tiêu Chính Văn lấy ra một cây roi, quất mạnh lên trên người tên công nhân mặc đồ xanh. Chẳng mấy chốc, trên người tên công nhân mặc đồ xanh đã xuất hiện những vết thương ghê người đang không ngừng rỉ máu. Á, cứu mạng, đau chết tôi mất thôi. Tên công nhân mặc đồ xanh không ngừng phát ra những tiếng gào như lợn bị chọc tiết. Nói, ai sai mày đến đặt bom, Tiêu Chính Văn vừa đánh vừa hỏi. Bom gì cơ, gì mà ai sai tôi đến, tôi không hiểu anh đang nói cái gì, à. Tên công nhân mặc đồ xanh vẫn rảo biện như cũ. Không nói phải không,
để mày nếm thử mùi vị tưới nước ớt lên miệng vết thương vậy. Tiêu Chính Văn lấy ra một lọ nước ớt, không hề nương tay, tưới thẳng lên trên người tên công nhân mặc đồ xanh. À, tôi sắp chết rồi, tôi thật sự sắp chết rồi. Giọng nói của tên công nhân mặc đồ xanh vô cùng thảm thiết. Nếu như còn không nói, tiếp theo tao sẽ dùng con dao nhỏ xẻo từng chút thịt trên bụng mày ra, đã nghe nói tới lăng trì thời cổ đại chưa? Tiêu Chính Văn khẽ cười nói, lúc này anh giống như thần chết vậy. Ma quỷ, anh là ma quỷ. Tên công nhân mặc đồ xanh sợ tới mức suýt thì ngất xỉu, run rẩy nói. Làm sai thì phải trả giá, sai càng nhiều thì cái giá phải trả càng nặng nề, đây là chuyện mà đứa trẻ 3 tuổi cũng hiểu được. Nói xong, Tiêu Chính Văn ra lệnh cho người dùng hình với tên công nhân mặc đồ xanh. Á! Tên công nhân mặc đồ xanh cuối cùng không thể chịu nổi sự dày vò khổ sở như vậy nên đã ngất đi. Không được để hắn ngất, tôi cần bắt hắn phải trả giá, Tiêu Chính Văn dặn dò. Rõ! Thuộc hạ bên cạnh nói. Bọn họ dùng loại nước ớt mạnh nhất trên thế giới vốn được điều chế từ ớt cực cay, dưới từng chút lên trên miệng vết thương. Tên công nhân mặc đồ xanh đau đến mức tỉnh lại, có điều lúc này hắn đã không còn sức để nói thêm gì nữa, thế nhưng những tơ máu chẳng chịt trong mắt đã nói lên sự đau đớn của hắn ta. Ít hầu hắn không ngừng chuyển động, gân xanh nhúc nhích như rồng mọc sừng, trông vô cùng gớm ghiếc. Thế nhưng không có một ai thương xót cho hắn. Khoảnh khắc hắn vì tiền mà cài bom, hắn nên nghĩ tới kết cục như ngày hôm nay. Sao nào, mùi vị cũng ổn đấy nhỉ, bây giờ có muốn cân nhắc nói ra ai sai bảo mày hay không? Đương nhiên mày cũng có thể lựa chọn tiếp tục già mồm không nói, có điều tao vẫn còn cách để khiến mày mở miệng ra, Tiêu Chính Văn nói. Tôi nói. Tên công nhân mặc đồ xanh dùng toàn bộ sức lực còn lại để cử động miệng. Cuối cùng cũng chịu nói rồi. Tao còn tưởng rằng mày kiên trì thế nào chứ? Tiêu Chính Văn cười khẩy. Là nhà họ Hồng ở Tây Kinh, là bọn họ bảo tôi làm. Tên công nhân mặc đồ xanh nhỏ giọng nói. Quả nhiên là nhà họ Hồng. Tiêu Chính Văn hơi nheo mắt lại. Thật ra anh đã đoán rằng có thể là nhà họ Hồng từ lâu, việc thẩm vấn này chỉ để xác nhận lại phán đoán của mình mà thôi. Đương nhiên, thẩm vấn còn vì một lý do nữa. Đó chính là báo thù thay cho Khương Vi Nhan. Dù bây giờ Khương Vi Nhan đã bình an vô sự nằm trên giường bệnh thì cũng không ích gì. Hôm nay chỉ là nhờ may mắn mà thôi, nếu như không may mắn thì e rằng rất khó nói. Tôi đã nói ra rồi, anh hãy tha cho tôi đi, tôi cũng chỉ bị cưỡng ép mà thôi. Tên công nhân mặc đồ xanh khó khăn nói. Tha cho mày, nói thật cho mày biết nhé, hôm nay mày không còn đường sống nữa đâu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười nhạt. Cái gì, anh lừa tôi, anh là tên khốn nạn, dù tôi có làm ma thì cũng sẽ không tha cho anh. Tên công nhân mặc đồ xanh đột nhiên dồn hết sức lực vùng vẫy, khiến cho dây sắt kêu lên loảng xoảng. Mấy người tiếp tục dùng hình với hắn đi, dùng hình phạt nào thì tùy mấy người, đợi đến lúc hắn chỉ còn một hơi thở thì giết chết hắn. Tiêu Chính Văn bước ra khỏi căn phòng bí mật. Bên trong căn phòng bí mật tiếp tục vang lên tiếng gào thét thảm thiết, mãi lâu sau khi một tiếng súng vang lên thì tất cả mới trở về trạng thái im ắng. Sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi căn phòng bí mật thì bắt đầu tính toán cho hành động tiếp theo. Tên công nhân mặc đồ xanh này chỉ là một quân cờ của đối phương mà thôi, hành động của anh ban nãy phần nhiều cũng là để chút giận cho Khương Vi Nhan và bản thân mình. Mà người thao túng tất cả chuyện này lại là gia tộc được mệnh danh là người khổng lồ nhà họ Hồng ở Tây Kinh. Vậy nên kế hoạch tiếp theo đã rất rõ ràng. Đó chính là tiêu diệt nhà họ Hồng. Khiến cho nhà họ Hồng hoàn toàn biến mất khỏi Tây Kinh. Tiêu Chính Văn gọi điện cho Nhất Long, lạnh lùng nói, điều động 80.000 binh lính. Tới Tây Kinh, tiêu diệt nhà họ Hồng. Chương 856, nhà họ Hồng bày binh bố trận. Bên kia điện thoại. Long Nhất cung kính trả lời, vâng, thưa chủ soái. Thuộc hạ đi điều động binh lính ngay. Sau khi cúp điện thoại, trong mắt Tiêu Chính Văn ngập tràn vẻ lạnh lùng. Nhà họ Hồng ở Tây Kinh. Đi quá giới hạn rồi. Cho dù nhà họ Hồng có nền móng thâm sâu cỡ nào, có đủ nguồn lực ở Long Kinh ra sao, chỉ cần dám động tới Khương Vi Nhan thì chính là bước vào con đường chết. Cùng lúc đó, trong biệt thự của nhà họ Hồng ở Tây Kinh, Hồng Vũ Triết đang ngồi trên ghế gia chủ,
sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ tay vào Hồng Nhất Nặc răn đe, chuyện gì thế này? Tại sao lại thất bại? Cú đêm làm ăn thế nào vậy hả? Hồng Nhất Nặc cũng rất hoài nghi nói, bố, đừng lo. Chỉ thất bại một lần thôi mà. Bảo cú đêm cút ra đây. Hồng Vũ Chiết lạnh lùng nói. Một người đàn ông trung niên sắc mặt u ám bước vào sảnh chính, khom lưng chắp tay với Hồng Vũ Chiết nói, chào gia chủ, cậu chủ. Ông làm việc thế nào vậy? Sao lại thất bại? Lúc này Hồng Vũ Chiết đang rất tức giận, lập tức khiển trách. Cú đêm lập tức quỳ xuống nói, xin lỗi gia chủ, là tôi sơ suất. Không ngờ vua Bắc Lương lại mạnh và giỏi như vậy. Xin gia chủ yên tâm, tôi vẫn còn kế hoạch và hành động cho bước tiếp theo, nhất định sẽ thành công. Lần sau, ông còn có lần sau sao? Hồng Vũ Chiết giận dữ, đứng dậy chỉ thẳng mặt cú đêm nói, theo tình báo của người trong quân khu của tôi, quân đội của vua Bắc Lương đã có hành động khác thường, tập hợp gần 80.000 binh lính, đang đánh vào Tây Kinh. Cái gì? Cú đêm sững sờ, vẻ mặt kinh hoàng. Hồng Nhất Nặc cũng hoảng hốt, vội hỏi, bố, thật sao? 80.000 quân Bắc Lương đang đánh vào đây ư? Hồng Vũ Chiết xa sầm mặt mày, gật đầu nói, đúng vậy. 80.000 quân Phá Long Bắc Lương đã tiến vào Tây Kinh trong đêm. Lần này chúng điều động số lượng lớn quân đội, đều là máy bay chuyên dụng, trên 100 chiếc. Nghe tới đây, Hồng Nhất Nặc liền run rẩy, vội vàng lo lắng hỏi, vậy chúng ta phải làm thế nào? Vua Bắc Lương đó sẽ không định dùng 80.000 binh lính tiêu diệt nhà họ Hồng chúng ta chứ? Hắn dám! Hồng Vũ Chiết tức giận, quát mắng, hắn cho rằng 80.000 quân Bắc Lương có thể dọa nạt được nhà họ Hồng ở Tây Kinh sao? Nhà họ Hồng ở Tây Kinh chúng ta cắm rễ trên mảnh đất này đã hơn 150 năm rồi, một tên vua Bắc Lương bé nhỏ sao có thể tùy tiện động tới được chứ? Hồng Vũ Chiết rất tức tối, cũng rất phẫn nộ. Suốt 150 năm nay, lại có kẻ dám khiêu khích nhà họ Hồng ở Tây Kinh. Muốn chết hả? Sau đó, sắc mặt Hồng Vũ Chiết tối sầm lại, gọi quản gia tới lạnh lùng nói, lập tức thông báo cho chú Tư, bảo chú ấy lập tức trở về từ Long Kinh. Cứ nói, nhà họ Hồng gặp chuyện, 80.000 quân Phá Long Bắc Lương muốn san bằng nhà họ Hồng. Còn nữa, thông báo cho chú Ba, chú Năm và chú Sáu, gọi tất cả anh em tập hợp lại, đem theo vũ khí sống chết bảo vệ nhà họ Hồng ở Tây Kinh. Tôi không tin vua Bắc Lương dám đến đây giết người. Vâng thưa gia chủ. Vị quản gia đó vội vã quay người đi sắp xếp. Hồng Vũ Chiết liếc mắt nhìn Hồng Nhất Nặc đang sợ sệt, nói, con trai, bây giờ con mau đi tìm mẹ, nói chuyện này cho mẹ con biết. Tốt nhất là bảo ông ngoại con ra tay, làm hậu phương hỗ trợ nhà họ Hồng chúng ta, hiểu chưa? Hồng Nhất Nặc nghĩ ngợi rồi nói, bố, cần kèn chống khoa trương như vậy sao? Hồng Vũ Chiết thở dài một hơi, nói, hết cách, dù sao vua Bắc Lương đó là chủ soái số một của chiến khu Hoa Quốc. Dù nhà ta không sợ hắn, cũng cần phải chuẩn bị tốt mọi kế sách đối phó. Lỡ như hắn ta bị điên rồi làm ra những chuyện ngông cuồng thì chúng ta còn có kế sách đối phó hắn. Đi đi. Vâng. Hồng Nhất Nặc gật đầu, quay người rời khỏi sảnh chính, ngồi lên máy bay chuyên dụng rời khỏi sơn trang nhà họ Hồng, tới thẳng núi Tây Lương. Nơi đó có một tông môn lớn của võ tông của Hoa Quốc. Hạo Thiên Tông. Đây cũng là tông môn lớn xếp thứ 5 của võ tông Hoa Quốc, là tông môn võ đạo, sức mạnh tổng thể kém một chút so với võ thần tông. Phải nói rằng Hạo Thiên Tông cũng là tông môn võ tông Hoa Quốc cổ xưa, có lịch sử kế truyền hàng nghìn năm. Thực lực của Hạo Thiên Tông không thể đo lường được. Nghe nói, đệ tử của Hạo Thiên Tông đều xuống núi thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa. Nhất là thất kiếm của Hạo Thiên Tông. Nổi danh với tên gọi thất kiếm. Bảy người này đều là bảy vị thánh kiếm của Hạo Thiên Tông, thực lực đã đạt tới cảnh giới tông sư đỉnh cao từ nhiều năm trước. Thậm chí trải qua mỗi triều đại, mỗi trận chiến lịch sử đẫm máu đều sẽ có bóng dáng của Hạo Thiên Tông. Lúc này ở Long Kinh, tòa nhà hành chính tổng hợp. Đây là nơi xử lý tất cả tài liệu của Hoa Quốc. Người ở đây đều là thành phần tri thức, cũng là phòng ban cốt lõi của Hoa Quốc. Mà lúc này, trong phòng phó chỉ huy thứ 3 của phòng hành chính tổng hợp. Một người đàn ông trung niên hơi mập mạp mặc áo vest, đeo kính gọng đen đang cúi đầu viết lách. Ông ta là Hồng Lập Lượng, phó tổng tư lệnh thứ 3 của văn phòng hành chính tổng hợp. Đức cao vọng trọng, là cánh tay thứ 4 của cả phòng hành chính tổng hợp này.
Lúc này, điện thoại của ông ta đột nhiên đổ chuông. Alo, Hồng Lập Lượng lạnh lùng lên tiếng. Ông Tư, là tôi, ở Sơn Trang nhà họ Hồng, quản gia vô cùng cung kính nói. Ông Lưu, sao lại là ông, có chuyện gì vậy? Hồng Lập Lượng đặt cây bút xuống, tháo kính ra, xoa dụi mắt rồi hờ hững hỏi. Ông Tư, trong nhà có chuyện rồi. Gia chủ bảo tôi thông báo cho ông mau về nhà đi. Quản gia Lưu kích động nói. Trong nhà xảy ra chuyện ư, chuyện gì? Hồng Lập Lượng ngồi thẳng người, sắc mặt hơi u ám. Bình thường trong nhà sẽ không gọi điện cho ông ta, trừ khi gặp phải chuyện lớn khó bề giải quyết. Chẳng lẽ, lần này nhà họ Hồng gặp phải rắc rối lớn gì sao? Quản gia Lưu còn định nói gì đó, Hồng Vũ Chít sau lưng giật lấy điện thoại nói, chú Tư, là anh. Anh cả, chuyện gì thế này, nhà có chuyện gì? Hồng Lập Lượng vội hỏi. Hồng Vũ Chít gật đầu, giọng nói trầm thấp trả lời, có chút chuyện gấp, hai thằng con trai của chú 2 giờ đang bị vua Bắc Lương giam giữ. Hắn muốn nhà họ Hồng chúng ta phải xin lỗi, nhưng chú cũng biết nhà họ Hồng ta không bao giờ để bất kỳ kẻ nào nắm thóp. Vậy nên, Nhất Nặc đã tìm người bắt cóc vợ của vua Bắc Lương, muốn uy hiếp hắn ta, nhưng không ngờ ngược lại đã chọc tức hắn. Bây giờ bạn bên quân khu của anh gửi tin đến, nói vua Bắc Lương tập hợp 80.000 binh lính đang tiến vào Tây Kinh ngay trong đêm, đánh vào nhà họ Hồng ta. Chú Tư, lần này chú phải về làm chủ cục diện. Nghe xong, Hồng Lập Lượng bên này đã run rẩy toàn thân, sắc mặt tái mét. Gần như trầm mặc gần nửa phút, ông ta mới giận dữ đứng dậy nói, anh cả. Các anh quá hồ đồ rồi. Làm càn, sao mọi người có thể đắc tội với vua Bắc Lương chứ? Anh phải biết rằng cậu ta là chủ soái chiến khu thế lực tiếng tăm mạnh nhất của Hoa Quốc từ trước tới nay. Hơn nữa còn được thiên tử coi trọng, ngay cả bốn vị các lão của Long Các cũng đều chứng kiến sự trưởng thành của cậu ta. Các anh đắc tội cậu ta thì chẳng phải đắc tội Long Các, đắc tội 300.000 quân phá Long, thậm chí đắc tội cả thiên tử hay sao? Chương 857, một mình tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghe thấy tiếng gào của Hồng Lập Lượng, Hồng Vũ Chiết cũng cau mày nói, chú Tư, không nghiêm trọng đến thế chứ. Chú làm việc ở văn phòng hành chính tổng hợp, anh tin tưởng thực lực và các mối quan hệ của chú, do đó chú phải mau chóng trở về. Ngoài ra, anh đã bảo mấy người chú 3, chú 5 và chú 6 đi triệu tập người rồi. Anh không tin một tên vua Bắc Lương nhỏ bé mà lại dám tiêu diệt nhà họ Hồng ở Tây Kinh chúng ta. Anh cả, anh, Hồng Lập Lượng thật sự đang sốt ruột đến mức đầm đìa mồ hôi. Vội vàng nói, bây giờ em sẽ trở về ngay. Trước khi em về đến nhà, anh tuyệt đối đừng phát sinh bất cứ xung đột gì với mấy người vua Bắc Lương. Được rồi, chú mau lên. Hồng Vũ Chiết nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại. Khoảnh khắc đó, vẻ mặt ông ta lập tức trở nên vô cùng khó coi, nói chú Tư làm việc ở văn phòng hành chính tổng hợp, sao lại càng ngày càng sợ sệt vậy chứ? Quản gia Lưu nói, gia chủ, có lẽ ông Tư nói cũng không sai đâu. Dù gì đó cũng là vua Bắc Lương, hơn nữa còn dẫn theo 80.000 binh lính, dù tập hợp người của ông 3, ông 5 và ông 6 lại thì cũng chỉ tới 3, 40.000 người mà thôi, hơn nữa, đã muộn như vậy rồi, muốn điều động người từ các thành phố tới thì e là hơi khó khăn. Hồng Vũ Chiết nghe vậy thì khẽ nhướng mày, nói, không sao, tôi tin tưởng bọn họ. Nhà họ Hồng sẽ mãi mãi đứng vững trên mảnh đất Tây Kinh này. Ông cụ đã từng nói. Trong số con cháu nhà họ Hồng có nhân vật rồng vàng tiềm ẩn. Tôi vẫn luôn tin rằng người đó chính là tôi. Lần này chỉ cần có thể khiến cho vua Bắc Lương phải khiếp sợ thì tên tuổi của Hồng Vũ Chiết tôi sẽ hoàn toàn vang danh khắp cả Hoa Quốc. Nói đến cuối cùng, Hồng Vũ Chiết tỏ ra đầy hào hứng và kích động. Sau khi cúp điện thoại, Hồng Lập Lượng lau mồ hôi trên trán, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Mãi lâu sau, ông ta mới hoàn hồn trở lại. Nhấc điện thoại bàn lên nói với trợ lý, lập tức chuẩn bị xe tới Tây Kinh. Tiếp đó, ông ta vội vàng rời khỏi phòng làm việc, ngồi xe riêng trở về Tây Kinh ngay trong đêm. Mà cùng lúc này, 8 thành phố bên ngoài Tây Kinh cũng đã tập hợp rất nhiều thế lực ngầm ngay trong đêm, ước tính lên tới 3-40.000 người, toàn bộ đều sử dụng các loại phương tiện giao thông khác nhau để tới Tây Kinh ngay trong đêm. Đây chính là thế lực và tầm ảnh hưởng của nhà họ Hồng tại vùng Trung Tây Hoa Quốc. Từ trên cao nhìn xuống sẽ có thể trông thấy từng đoàn xe lao đi với tốc độ rất nhanh, giống như một mạng nhện, chạy thẳng về phía trung tâm Tây Kinh.
Một đêm đầy biến động, Tây Kinh đã hoàn toàn thay đổi. Tiêu Chính Văn vẫn ở trong sở chỉ huy quân đội Giang Trung. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, vừa mới nhận máy thì giọng nói cung kính của Long Nhất lập tức truyền đến, chủ soái, tập kết hoàn tất, 80.000 quân Bắc Lương đã tách ra để sử dụng các loại phương tiện giao thông khác nhau, dự kiến sáng sớm mai sẽ có thể đến được Tây Kinh. Tốt! Tiêu Chính Văn đáp rồi cúp máy. Sau đó, anh đứng dậy, trên người mặc chiến bào hoa văn rồng xanh, sải bước về phía máy bay vũ trang đã chờ sẵn từ lâu, dẫn theo một mình Long Lân, bắt đầu hành trình đi tới Tây Kinh. Nhà họ Hồng. Bản soái đến rồi đây. 4 tiếng đồng hồ sau. Máy bay chuyên dụng của Tiêu Chính Văn hạ cánh tại một sân bay quân dụng tại Tây Kinh. Lúc này, 4 phía sân bay đều đang áp dụng lệnh giới nghiêm. Tất cả binh lính đứng sừng sững giống như cọc tiêu, trang bị vũ trang, súng vác trên vai, đạn đã lên nòng. Ở sân bay còn có mấy tướng quân trên vai đeo quân hàm cấp tướng, dẫn theo hộ vệ, vô cùng cung kính đứng chờ. Cửa khoang máy bay mở ra, Tiêu Chính Văn mặc chiến bào hoa văn rồng xanh, tà áo lay động trong làn gió. Khoảnh khắc đó, sát khí ngút trời như xuyên suốt cả trời đất. Trong mắt Tiêu Chính Văn lóe lên ánh sáng, sau đó bước từng bước xuống bậc thang. Sau lưng anh chỉ có một mình Long Lân, cũng toát lên khí thế đáng sợ y như vậy. Lúc này, tướng quân đứng đầu tiên bước nhanh về phía trước, cung kính nói, thuộc hạ là Thiếu tướng Lương Hằng La, Tổng chỉ huy chiến khu Tây Kinh, xin kính chào vua Bắc Lương. Tiêu Chính Văn điềm nhiên nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, khẽ gật đầu hỏi, chiến khu Tây Kinh có bao nhiêu binh lính đóng quân? Lương Hằng La cung kính trả lời, thưa vua Bắc Lương, chỉ có 10.000. Tiêu Chính Văn gật đầu, nói, mở hết mọi đường giao thông quân dụng, một tiếng nữa 80.000 binh lính Bắc Lương sẽ đến chiến khu Tây Kinh. Rõ! Lương Hằng La hô lên một tiếng, sau đó làm động tác tay mời, nói, mời vua Bắc Lương đến phòng tổng chỉ huy chiến khu. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn ngồi trên xe jeep chống đạn quân dụng đã đợi từ lâu, nhanh chóng đến phòng tổng chỉ huy chiến khu Tây Kinh. Vào phòng tổng chỉ huy, Tiêu Chính Văn hỏi Lương Hằng La, nhà họ Hồng bây giờ thế nào rồi? Lương Hằng La lập tức lấy ra tư liệu đã chuẩn bị sẵn, còn có hình ảnh bố cục 3D của Sơn Trang nhà họ Hồng, nói, thưa vua Bắc Lương, nhà họ Hồng này là thế gia giàu có số 1 của vùng Trung Tây Hoa Quốc. Nền móng thâm sâu, thế lực có quan hệ rất rộng. 12 thành phố xung quanh đều có sản nghiệp và thế lực của nhà họ Hồng phân bố. Đặc biệt là ông Ba, ông Năm và ông Sáu của nhà họ Hồng đều là nhân vật lớn có dã tâm lớn của khu vực Trung Tây này. Đám đàn em dưới trướng của tất cả bọn họ cũng phải xấp xỉ gần 40.000 người. Hơn nữa, năm xưa khi ông cụ nhà họ Hồng xưng bá cả một vùng Trung Tây, vì muốn ổn định cục diện ở đây nên Tứ Đại Thiên Tử đã từng cho phép người nhà họ Hồng có thể sở hữu vũ khí tự mình chế tạo, tuy nhiên bắt buộc phải sử dụng trong phạm vi hợp pháp. Cậu cũng biết đấy, mặc dù đã đưa ra giới hạn, nhưng có thể sử dụng vũ khí cũng ngang với việc trở thành lực lượng địa phương. Dù không làm gì cả thì cũng đủ để uy hiếp rất nhiều người rồi. Nghe đến đây, Tiêu Chính Văn liền cau mày nói, nhà họ Hồng lại có quyền sở hữu vũ khí sao? Lương Hằng La gật đầu nói, đúng thế thưa vua Bắc Lương, nếu như 40.000 người này đều được trang bị vũ khí thì dù có là chiến khu Tây Kinh của tôi cũng không dám tùy tiện động đến nhà họ Hồng. Đây cũng là lý do tại sao nhà họ Hồng có thể xưng bá cả vùng Trung Tây. Trong mắt Tiêu Chính Văn lóe lên sát khí, nhìn bản đồ nhà họ Hồng, đập thẳng tay lên trên mặt bàn, phẫn nộ nói, lực lượng địa phương nhà họ Hồng. Tốt lắm, vậy thì chủ soái tôi phải tiêu diệt cả nhà họ Hồng này. Trong một quốc gia sao có thể cho phép người ta có lực lượng vũ trang của riêng mình cơ chứ? Nghe đến đây, Lương Hằng La ngơ ngác, sau đó vội vàng nói, chủ soái. Tôi hiểu ý mà cậu, nhưng dù sao cũng là Tứ Đại Thiên Tử chính miệng đồng ý cho phép họ làm vậy. Nếu như cậu ra tay với nhà họ Hồng thì có phải nên xin phép Thiên Tử đương nhiệm một tiếng hay không? Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cau mày. Sau đó, anh lấy điện thoại ra, bấm số Long Các, lạnh lùng nói, ông Tần, là tôi. Ông có hiểu gì về nhà họ Hồng ở Tây Kinh không? Đầu dây bên kia, Tần Hán Quốc đang ngồi trong phòng đọc sách của mình. Khoác áo khoác dài và xem văn kiện. Lúc này, ông ấy tháo cặp kính lão xuống, nói, nhà họ Hồng ở Tây Kinh ư. Tôi biết, vào thời của Tứ Đại Thiên Tử, nhà họ cũng rất nổi tiếng. Sao thế,
nhà họ Hồng này gây sự với cậu à? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, tôi phải tước bỏ quyền sở hữu vũ khí của nhà họ Hồng. Nghe vậy, Tần Hàn Quốc sững sờ, đứng bật dậy nói, cậu nói gì cơ? Cậu muốn tước bỏ quyền sở hữu vũ khí của nhà họ Hồng sao? Tiêu Chính Văn, chuyện này tuyệt đối không thể đâu. Việc này năm đó Tứ Đại Thiên Tử đã cho phép rồi, cậu làm như vậy là chống lại mệnh lệnh của Thiên Tử. Chuyện này bắt buộc phải xin ý kiến Thiên Tử đương nhiệm. Tôi biết, vậy nên chuyện này phải phiền tới ông Tần rồi. Nhờ ông chuyển ý kiến của tôi tới cho Thiên Tử. Trong mắt Tiêu Chính Văn lóe lên vẻ sắc lạnh, nói, nếu như Thiên Tử không đồng ý, xảy ra bất cứ chuyện gì thì một mình Tiêu Chính Văn tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trong lãnh thổ Hoa Quốc tuyệt đối không thể cho phép lực lượng như nhà họ Hồng tồn tại. Dù cho có là mệnh lệnh của Tứ Đại Thiên Tử thì bản soái cũng phải tước bỏ. Chương 858, ai dám xưng vương khác họ? Nghe thế, Tần Hán Quốc sửng sốt, cau mày nói, Tiêu Chính Văn, cậu đừng làm loạn. Giờ tôi đi hỏi Thiên Tử, trước lúc đó cậu tuyệt đối không được làm gì quá giới hạn, biết chưa? Được, ông Tần, tôi cho ông nửa tiếng. Nửa tiếng sau mà không có câu trả lời thì tôi sẽ thu lại quyền sở hữu vũ khí của nhà họ Hồng. Nếu nhà họ Hồng dám chống lại thì Tây Kinh sẽ không còn nhà họ Hồng nữa. Tiêu Chính Văn đáp, giọng nói như sấm rền làm chấn động các sĩ quan ở chiến khu Tây Kinh xung quanh. Anh cúp điện thoại. Tần Hán Quốc cũng vội vã ra khỏi phòng sách gọi thư ký đến rồi cấp tốc chạy đến Long Các. Đồng thời ông ấy cũng gọi ba các lão còn lại. Trong phòng họp ở Long Các. Tần Hán Quốc kể lại sự việc, sắc mặt Giang Vạn Long tối sầm lại nói, Tiêu Chính Văn nói vậy thật à? Ừ, thằng nhóc đó nói vậy đấy, chỉ cần cậu ấy đã quyết thì khó mà thay đổi. Bây giờ điều chúng ta cần làm là phải khiến Thiên Tử đồng ý tước bỏ quyền sử dụng vũ khí của nhà họ Hồng ở Tây Kinh, nếu không thằng nhóc đó sẽ hủy diệt nhà họ Hồng thật đấy, đó là tội lớn. Tần Hán Quốc sốt ruột nói, đầu ông ấy ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt Giang Vạn Long u ám nghĩ một lúc rồi nói, nhà họ Hồng ở Tây Kinh là một con cờ để duy trì ổn định của Tứ Đại Thiên Tử. Thời đại đó có những cách xử lý và hạn chế riêng. Hiện giờ nhà họ Hồng ỷ vào quyền hạn này thì quả thật đã vượt quá giới hạn, cũng thu không ít lợi ích rồi. Suy nghĩ của Tiêu Chính Văn là đúng, ở Hoa Quốc tuyệt đối không thể cho phép bất kỳ thế lực nào có quyền hạn này. Đã đến lúc nên loại bỏ nó rồi. Dứt lời. Giang Vạn Long đứng dậy nói, chúng ta cùng đến gặp Thiên Tử. Được. Sau đó, bốn các lão đến gặp Thiên Tử ngay trong đêm. Thiên Tử các vẫn còn bật đèn sáng choang. Thiên Tử đứng trong sảnh lớn quay lưng lại với bốn các lão đang ngồi trên ghế bành, sắc mặt u ám nhìn bốn bức tượng hình người được đặt trên tầng, mắt nhìn về phía tượng người đàn ông đứng thứ tự uy phong lẫm liệt. Tứ Đại Thiên Tử. Một minh quân tài trí mưu lược kiệt xuất. Thiên Tử. Rốt cuộc người nghĩ thế nào? Tần Hán Quốc ngồi không yên hỏi. Thiên Tử xoay người lại, ông ấy mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhìn Tần Hán Quốc cười nói, ông Tần, đừng vội, đợi thêm chút nữa. Đợi cái gì cơ ạ? Tần Hán Quốc khó hiểu. Thiên Tử cười nói, đợi một người. Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại khiến sắc mặt đám người Giang Vạn Long thay đổi. Một lát sau, một người đàn ông mặc bộ đồ tác chiến màu đen, đeo mặt nạ. Sau lưng mang theo một thanh đao dài bước từ ngoài cửa vào. Anh ta cầm một tập tài liệu trong tay kính cẩn đưa cho Thiên Tử. Thiên Tử nhận lấy, sau đó vung tay bảo người kia đi ra ngoài. Nhưng Giang Vạn Long lại cau mày nhìn người đi ra ngoài đó. Sát khí mạnh quá. Vừa rồi không nhìn rõ mặt người đó nhưng có thể cảm nhận được hơi thở ở chiến trường đã lâu từ những bước chân. Hơn nữa người khác cũng cảm nhận được cảm giác áp bức về mặt tinh thần khá mãnh liệt. Thực lực của người này ít nhất cũng là chủ soái 5 sao. Thậm chí có thể là 6 sao. Lúc này Thiên Tử đã mở tập tài liệu ra, sau khi đọc lướt qua ông ấy mới đưa tập tài liệu cho đám người Giang Vạn Long nói các ông xem đi. Mọi người vây lại xung quanh đọc lướt qua tập tài liệu, sắc mặt bỗng trở nên kinh ngạc và hoảng hốt. Nhà họ Hồng lại dám huấn luyện lực lượng vũ trang tư nhân. Chúng muốn làm gì, muốn cướp ngôi xưng vương à? Giang Vạn Long tức giận nói, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận cùng cực. Tần Hán Quốc lớn tiếng nói, hay cho nhà họ Hồng. Không ngờ lại là một đám lòng lang dạ sói, cũng may là phát hiện sớm dã tâm này của chúng. Thiên Tử, xem ra quyết định của Tiêu Chính Văn là đúng.
tối nay phải thu hồi lại quyền lợi của nhà họ Hồng. Thiên tử xoay người lại cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói, ông Giang, truyền lệnh của tôi cho Tiêu Chính Văn, tôi đồng ý thu hồi lại quyền của nhà họ Hồng. Nếu nhà họ Hồng dám chống lại thì cậu ấy tự xem tình hình mà giải quyết. Nói xong, thiên tử đi thẳng ra ngoài. Giang Vạn Long cũng nhanh chóng gọi cho Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn đứng trên thao trường tập luyện của chiến khu Tây Kinh. Phóng tầm mắt về phía trước là 80.000 quân phá Long Bắc Lương, hàng trăm chiếc xe bán tải quân dụng màu xanh và hàng trăm chiếc thiết giáp, xe tăng, mấy chục máy bay chiến đấu đã đứng nghiêm chỉnh vào đội hình đợi lệnh. 80.000 quân phá Long toàn thân mặc bộ quân phục màu xanh, vác theo súng, vẻ mặt ai nấy cũng đều nghiêm trang, cả người hừng hực ý chí chiến đấu. Lúc này gió thổi se lạnh. Tiêu Chính Văn đứng trên bục điểm danh quân số nhìn biển người trong màn đêm, uy lực quân đội mạnh mẽ. Lúc này trong lòng ngực cũng đang dâng trào ngọn lửa nóng bừng. Các vị tướng sĩ, đêm nay mục tiêu của chúng ta chỉ có một. Đó là nhà họ Hồng ở Tây Kinh. Tiêu Chính Văn tức giận nói, giọng nói vang dội khắp bầu trời. Rõ, 80.000 binh lính đồng thanh hô vang tạo nên sức mạnh ngút trời, chấn động bốn phía. Đêm nay tôi sẽ thu hồi quyền sử dụng vũ khí của nhà họ Hồng. Nếu nhà họ Hồng có bất kỳ hành động chống trả nào thì cứ bắn chết. Tôi nhắc lại lần nữa, hễ ai dám phản kháng thì quy vào tội phản nước, cứ thẳng tay bắn chết. Giết, giết, giết. Ngay lập tức, 80.000 binh lính đồng thanh hô vang. Xuất phát. Tiêu Chính Văn hô lớn, gió thổi tung chiến bào hoa văn rồng xanh. Sau đó anh lên chiếc xe Jeep đang đợi sẵn ở một bên. Long Lân đạp chân ga, chiếc xe Jeep lao nhanh như ngựa đứt dây cương xé toạc màn đêm Tây Kinh. Phía sau xe là 80.000 binh lính di chuyển khi nghe lệnh, nhanh chóng nhảy lên mấy chiếc xe bán tải màu xanh. Sau đó từng chiếc bán tải màu xanh, xe thiết giáp, máy bay vận tải nối đuôi nhau ra khỏi chiến khu Tây Kinh. Cùng lúc đó ở nhà họ Hồng, Hồng Chiết Vũ ngồi trong sảnh lớn. Sắc mặt vô cùng khó coi. Trước mặt ông ta là ông ba, ông năm và ông sáu nhà họ Hồng đã đến, ngồi ở hai bên. Lúc này họ đều đang rất tức giận. Chết tiệt, chỉ là một vua Bắc Lương thôi mà, cậu ta có thể làm mưa làm gió ở Bắc Lương, nhưng ở Tây Kinh này thì cậu ta đừng mơ có thể leo lên đầu chúng ta. Người vừa lên tiếng là ông ba nhà họ Hồng, ông ta đập một phát lên bàn trà làm tách trà vỡ tan tành, nước trà cũng bắn tung tóe ra bàn. Nữ giúp việc bên cạnh cúi đầu vội vã cầm bộ tách đó ra ngoài, sau đó đổi một bộ mới lên. Ông Năm ngồi một bên nhấp một hớp trà, sắc mặt u ám nói, anh ba đừng nóng giận. Nói thế nào thì vua Bắc Lương cũng là vua Bắc Lương của Hoa Quốc, chiến khu của cậu ta có quân phá Long 300.000 người, tiếng tăm lẫy lừng, đánh đuổi được đại quân hàng triệu người của tám nước. Nếu phải đối đầu với nhà họ Hồng chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ thua thiệt. Đúng vậy. Anh Năm nói đúng đó. Ông Sáu nhà họ Hồng nói hùa theo, vua Bắc Lương này là người quyết đoán, nếu chúng ta đối đầu với cậu ta, người thua thiệt chỉ có nhà họ Hồng thôi. Thế nên anh ba, anh cả, em đề nghị chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với vua Bắc Lương, có thể tránh được thì nên tránh. Bây giờ nhà họ Hồng cần yên ổn phát triển trong 10 năm, 10 năm sau vùng Trung Tây này mới thật sự thuộc về nhà họ Hồng. Nhà họ Hồng mới có thể xưng vương khác họ. Dầm. Bỗng nhiên, cổng biệt thự Sơn Trang bị ai đó đạp từ ngoài vào. Ngay sau đó mấy chục vệ sĩ cao thủ của nhà họ Hồng đều nôn ra máu ngã xuống đất, bị bắn chết tươi. Sau đó một bóng người mang theo sát khí ngùn ngụt bước vào từ ngoài cửa, lạnh lùng nói, xưng vương khác họ. Nhà họ Hồng đúng là có dã tâm lớn đấy, tôi lại muốn xem thử ai dám xưng vương khác họ ở Hoa Quốc. Chương 859, ông đang đe dọa bản soái sao? Câu nói này như sét đánh ngang tai, khiến người có mặt ở sảnh lớn biệt thự nhà họ Hồng đều chấn động. Hơi thở mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy cả sảnh lớn. Sau đó mọi người nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc chiến bào hoa văn rồng xanh, đi đôi giày chiến đấu, trên vai là quốc huy sáng rực của Hoa Quốc, sắc mặt anh lạnh băng, ánh mắt như tu la bước từ cửa chính vào. Đằng sau chỉ có một người đi theo. Sắc mặt Hồng Vũ Chiết, ông ba, ông năm và ông sáu nhà họ Hồng đều xám xịt, cau mày nhìn người đàn ông vừa bước vào. Khí thế mạnh mẽ quá. Cảm giác áp bức quá khủng khiếp. Ông ba,
Ông Năm và ông Sáu nhà họ Hồng là nhân vật kiệt xuất của 14 thành phố vùng Trung Tây ở Hoa Quốc nên dĩ nhiên có thực lực không hề thấp. Ba người này đều đã đạt đến cảnh giới võ đạo đỉnh cao. Cũng ngang ngửa với thực lực quân vương địa cấp 3 sao trong hệ thống quân đội. Nhưng vào lúc này ba người họ đều cảm nhận được khí thế và cảm giác áp bức trên người người đàn ông vừa bước vào này. Áp lực đến từ tinh thần này khiến ba người tạm thất thần, đầu óc trống rỗng. Đến khi họ hoàn hồn lại thì Tiêu Chính Văn đã đi vào sảnh lớn, hai tay chắp sau lưng, sự lạnh lẽo thấu xương toát ra từ giữa hàng mày, ánh mắt lướt nhìn đám người. Cậu là ai? Ai cho cậu tự tiện xông vào đây? Quản gia, gọi người đuổi cậu ta ra ngoài. Hồng Vũ Chiết lập tức phản ứng lại tức giận đứng dậy chỉ vào Tiêu Chính Văn hét lên. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn vẫn thản nhiên, lạnh lùng nhìn Hồng Vũ Chiết, lạnh nhạt nói tôi chính là vua Bắc Lương. Sao vậy, lẽ nào gia chủ nhà họ Hồng không biết tôi đến à? Vua Bắc Lương. Cậu ta chính là vua Bắc Lương sao? Hồng Vũ Chiết dùng mình, nhíu chặt mày, đôi mắt lén liếc nhìn ba người em trai của mình. Ông Ba, ông Năm và ông Sáu nhà họ Hồng cũng mau chóng đứng dậy, sắc mặt u ám nhìn Tiêu Chính Văn đứng trong sảnh lớn. Ông Sáu nhà họ Hồng chắp tay cười nói, hóa ra là vua Bắc Lương, thất lễ rồi. Hừ, Tiêu Chính Văn bực bội hừ một tiếng, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng hỏi, lúc nãy là ông nói muốn xưng vương khác họ ở Hoa Quốc à? Câu nói này ngập tràn sát khí. Cảm giác áp bức cực lớn bỗng bao quanh lấy ông Sáu nhà họ Hồng như sóng triều dâng cuồn cuộn. Ông Sáu nhà họ Hồng không chịu nổi phải lùi về sau hai bước, ngồi bệt xuống chiếc ghế đằng sau. Cùng lúc đó trán ông ta cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khủng khiếp thật! Sát khí đáng sợ quá! Sắc mặt ông Sáu nhà họ Hồng đỏ bừng, siết chặt nắm đấm, nở nụ cười cắn răng chống lại sát khí trên người Tiêu Chính Văn. Ông ta đứng dậy nói, vua Bắc Lương, cậu hiểu lầm rồi, lúc nãy chỉ là tôi lỡ lời, mong vua Bắc Lương đừng để tâm. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn ông Sáu nhà họ Hồng, nếu không phải anh đã kìm nén khí thế lại thì đối phương không đứng lên nổi đâu. Lúc này anh nói, hôm nay tôi đến đây vì có hai chuyện. Thứ nhất, tôi đến vì vợ của tôi, ai là người đứng sau chuyện này, tôi mong người đó chủ động nhận tội, tôi còn có thể tha cho người đó một mạng. Anh vừa dứt lời, sắc mặt Hồng Vũ Chiết trở nên khó coi, lạnh lùng nói, vua Bắc Lương, cậu đang ỷ thế ép người sao? Cậu đừng quên nơi này là nhà họ Hồng ở Tây Kinh, không phải là Bắc Lương của cậu. Cậu còn chưa đủ tư cách để quát tháo ở đây đâu. Tiêu Chính Văn bật cười. Sau đó nói, vậy à, thế tôi muốn xem nhà họ Hồng ở Tây Kinh có bản lĩnh như thế nào để có thể đối phó với tôi. Dứt lời, không để Hồng Vũ Chiết trả lời. Tiêu Chính Văn nói tiếp, chuyện thứ hai là tôi đến đây vì tứ đại thiên tử, bắt đầu từ hôm nay chính thức tước bỏ quyền tự do sử dụng vũ khí của nhà họ Hồng. Nếu các ông không phục thì có thể đến Long Kinh cáo trạng, nhưng trước lúc đó, tốt nhất các ông đừng chống đối, nếu không 80.000 quân của tôi sẽ dẫm nát cả nhà họ Hồng để nhà họ Hồng trở thành lịch sử của Tây Kinh. Láo xược, ngang ngược. Nghe anh nói thế. Hồng Vũ Chiết nổi giận chỉ vào Tiêu Chính Văn quát tháo, còn muốn tước quyền của nhà họ Hồng nữa, cậu tưởng ậu là ai hả? Chỉ một vua Bắc Lương bé nhỏ lại không ở chiến khu mà chạy đến Tây Kinh làm anh hùng. Thử hỏi thiên hạ này xem dám tước quyền hạn của nhà họ Hồng. Đó là lời hứa của tứ đại thiên tử, dù cậu có là vua Bắc Lương cũng không có quyền thay đổi quyết định của tứ đại thiên tử. Muốn nhà họ Hồng ra nộp quyền tự do sử dụng vũ khí. Trừ phi hôm nay chính miệng thiên tử ra lệnh. Ông ta vừa dứt lời. Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói. Lệnh của thiên tử đến. Sắc mặt Hồng Vũ Chiết bỗng chốc khó coi, vẻ mặt hơi hoảng hốt nhìn mấy anh em của mình. Vãi! Không phải chứ, trùng hợp vậy à? Trán Hồng Vũ Chiết ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sau đó ông ta chạy nhanh ra cửa đón một vị tướng quân mặc quân phục lúc này vừa bước vào. Đằng sau tướng quân đó còn một đội cận vệ 16 người nữa, họ đều được trang bị đầy đủ vũ trang. Lúc này tướng quân đó cầm chiếu chỉ của thiên tử bước vào, đầu tiên là nhìn Tiêu Chính Văn cung kính chào, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn Hồng Vũ Chiết trước mặt rồi mở chiếu chỉ ra cao giọng đọc, nhà họ Hồng nghe lệnh, kể từ hôm nay chính thức hủy quyền tự do vũ khí của nhà họ Hồng. Những việc liên quan sau đó sẽ có chuyên gia xử lý, nhà họ Hồng chỉ cần giao nộp hết vũ khí là được.
nếu nhà họ Hồng không giao nộp vũ khí sẽ bị xét vào tội phản quốc. Dứt lời, tướng quân đó cất chiếu chỉ vào rồi nhìn bốn anh em Hồng Vũ Chiết đã hoảng sợ nói, gia chủ nhà họ Hồng, ông đã nghe rõ ý của thiên tử chưa? Lúc này Hồng Vũ Chiết rùng mình, giọng nói cũng hơi run, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh nói, đã rõ rồi. Tướng quân đó gật đầu nói, rõ rồi thì tốt. Anh ta quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn nói, vua Bắc Lương, thiên tử có lệnh nhờ vua Bắc Lương thu hồi vũ khí nhà họ Hồng. Nếu nhà họ Hồng có bất kỳ hành động quá khích nào thì cứ giải quyết bằng súng. Tiêu Chính Văn khẽ cười, mắt nhìn về phía Hồng Vũ Chiết giờ đã run rẩy cả người nói, gia chủ nhà họ Hồng, ông có ý kiến gì không? Ý kiến? Hiện giờ Hồng Vũ Chiết ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có rồi này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tự dưng thiên tử lại hủy đi quyền hạn của nhà họ Hồng. Ông ta lau mồ hôi trên mặt, sắc mặt u ám nhìn Tiêu Chính Văn nói, vua Bắc Lương, kế hoạch này hay lắm. Xem ra đêm nay chắc chắn nhà họ Hồng phải bị tổn thất rồi. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, chẳng qua mọi chuyện đều do các ông tự chuốc lấy thôi. Gia chủ Hồng, ai là hung thủ đứng đằng sau sai khiến mấy người kia bắt cóc vợ tôi, mong nhà họ Hồng giao người ra. Là tôi thì sao nào? Vua Bắc Lương còn muốn xử bắn tôi ở đây à? Sắc mặt Hồng Vũ Chiết hơi khó coi, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo nói, dù nhà họ Hồng tôi không có quyền hạn về vũ khí, nhưng nhà họ Hồng cũng là gia tộc đứng đầu khu vực vùng Trung Tây. Lúc này bên ngoài Sơn Trang nhà họ Hồng đã có gần 40.000 người đứng đợi rồi, chỉ cần tôi nói một câu thì 40.000 người này lập tức chạy vào Sơn Trang. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì tôi không biết đâu. Nghe ông ta nói vậy, Tiêu Chính Văn bỗng nhếch mép lạnh lùng, hỏi ngược lại, gia chủ Hồng, ông đang đe dọa bản soái sao? Chương 860, muốn chết thì tôi sẽ cho ông toại nguyện. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến trong lòng Hồng Vũ Chiết chấn động. Khí thế thật đáng sợ. Ánh mắt thật đáng sợ. Ngay lúc đó, Hồng Vũ Chiết nhìn thấy sự chết chóc trong ánh mắt của Tiêu Chính Văn. Ánh mắt đó khiến ông ta nhất thời có cảm giác như đang đứng giữa biển lửa sôi sục. Trong một khoảnh khắc, Hồng Vũ Chiết đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Cậu muốn làm gì? Hồng Vũ Chiết hoảng sợ, lùi về sau. Nhưng Tiêu Chính Văn bước nhanh đến, giơ chân lên, đạp mạnh vào ngực của Hồng Vũ Chiết. Trong phút chốc, Hồng Vũ Chiết như một viên đại bác phóng ra, đập vỡ bàn ghế phía sau rồi ngã xuống đất, ôm bụng nôn ra máu. Hồi lâu vẫn không gượng dậy được. Cảnh tượng này khiến ông ba, ông năm, ông sáu nhà họ Hồng ở trong sảnh lớn sững sờ, hoang mang tột độ. Mày dám ra tay với anh cả của tao sao? Đáng chết! Một giây sau, ông ba nhà họ Hồng nổi giận, siết chặt nắm đấm, cả người toát ra khí thế của võ sư, lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Tuy nhiên, trong mắt Tiêu Chính Văn, cú đấm này của ông ba nhà họ Hồng chẳng khác gì trẻ con chơi đùa cả. Một tiếng rắc vang lên. Tiêu Chính Văn vung tay, dùng sức bóp nát nắm đấm của ông ba nhà họ Hồng. A, tay của tôi, a. Ông ba nhà họ Hồng hét lớn, nâng tay còn lại lên, đấm về phía mặt Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng nói, không biết lượng sức mình. Ngay sau đó, anh đưa tay ra, siết chặt cánh tay của ông ba nhà họ Hồng, rắc một tiếng, anh đã bẻ gãy cánh tay của ông ta. Đồng thời, anh đạp mạnh vào đầu gối của ông ba nhà họ Hồng. Tiếng xương gãy lại vang lên, cả khuôn mặt của ông ba biến sắc, hít sâu vài hơi sau đó quỳ xuống đất. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, ông ba nhà họ Hồng đã trở thành một kẻ tàn phế, ngã xuống đất, không ngừng gào khóc. A, Tiêu Chính Văn chết tiệt, nhà họ Hồng nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày. Nhà họ Hồng sẽ dốc hết sức lực để giết mày, cả vợ và con mày nữa. Giết hết, ông ba nhà họ Hồng kêu khóc thảm thiết. Nhưng một giây sau, Tiêu Chính Văn nhìn xuống, lạnh giọng nói, đời này, bản soái hận nhất là người nào dùng tính mạng của vợ con để uy hiếp bản soái. Nếu ông đã muốn chết thì tôi sẽ cho ông được toại nguyện. Nói xong, Tiêu Chính Văn giơ chân lên, đá mạnh vào ông ta như đá một quả bóng. Một tiếng rầm vang lên. Cú đá này đá thẳng vào ngực của ông ba nhà họ Hồng. Trong tích tắc, người ông ba bị bẻ cong 90 độ, trượt trên mặt đất hơn 10 mét, đâm đổ chục cái ghế, đập vào tường, phun ra máu rồi chết tức tưởi. Toàn bộ bức tường cũng bị rạn nứt. Lúc này, cả sảnh lớn đều chết lặng,
Tiêu Chính Văn đá chết ông ba nhà họ Hồng rồi. Hai mắt Hồng Vũ chết như muốn nổ tung, quỳ xuống đất ôm bụng nhìn cái chết của chú ba, rồi hung hăng nhìn Tiêu Chính Văn, hét lớn, thằng nhãi Tiêu Chính Văn. Mày dám giết em trai tao, đáng chết, chú Năm, chú Sáu, đừng do dự nữa. Nếu thiên tử đã tước đoạt quyền tự do sử dụng vũ khí của nhà họ Hồng chúng ta, vậy thì chúng ta cũng không thể tồn tại ở Hoa Quốc được nữa. Chỉ bằng hôm nay phản công luôn đi. Ông Năm và ông Sáu đang đứng yên, nghe thấy tiếng gầm tức giận của Hồng Vũ Chiết, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hai người nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu, nhanh chóng lấy pháo hiệu từ ngực ra, rồi ném ra ngoài cửa sổ hai tiếng nổ vang lên. Hai pháo hiệu màu đỏ bay lên không trung, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sơn trang nhà họ Hồng. Hồng Vũ Chiết nhìn thấy cảnh này, cũng cười chế nhạo nói, ha ha ha. Vua Bắc Lương, cho dù mày có 80.000 quân Bắc Lương thì sao chứ? Nhà họ Hồng tao cũng có 40.000 quân trang bị đầy đủ vũ khí. Một khi khai chiến thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vùng Trung Tây Hoa Quốc. Đến lúc đó, cho dù mày tiêu diệt được nhà họ Hồng thì nhà họ Hồng cũng sẽ làm hao tổn sức mạnh của mày. Thậm chí, mày còn có thể trở thành tội nhân của Hoa Quốc. Ha 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 ha. Tuy nhiên, lúc Hồng Vũ Chiết cười xong, nhìn Tiêu Chính Văn, trong lòng ông ta lại sững sờ. Bởi vì, ông ta không hề thấy vẻ sợ hãi trên khuôn mặt của Tiêu Chính Văn. Mà thay vào đó là sự thoải mái và tự tin mạnh mẽ. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao hắn có thể thoải mái như vậy chứ? Lẽ nào hắn không lo lắng về việc gây ra hỗn loạn trong Hoa Quốc sao? Lúc này, Tiêu Chính Văn mới cười nhạt nói, gia chủ Hồng, sao ông không đi xem, người đang bao vây bên ngoài sơn trang là ai? Nghe vậy, Hồng Vũ Chiết sững sờ, trong lòng chợt nghĩ đến một khả năng nào đó. Đúng lúc này, ông Năm và ông Sáu nhà họ Hồng đã chạy tới bên cửa sổ, mượn ánh sáng của pháo sáng ngút trời, nhìn toàn bộ sơn trang nhà họ Hồng. Lúc này, hai người họ đều bàng hoàng, không tin. Chuyện này, không thể nào, tại sao lại như vậy chứ? Ông Năm nhà họ Hồng hoảng sợ, lảo đảo lùi về sau, rồi ngã phịch xuống đất. Ông Sáu nhà họ Hồng cũng cười đau khổ, nói, xong đời rồi. Tất cả kết thúc rồi, không hổ danh là vua Bắc Lương, lần này, nhà họ Hồng thua rồi. Lúc này, bên ngoài sơn trang, đập vào mắt hai bọn họ là binh lính mặc quân phục màu xanh lá. Hơn nữa, tất cả đều cầm vũ khí hạng nặng. Nhìn xung quanh, là một biển người xanh thẫm. Những binh lính này giống như thanh kiếm lạnh lẽo, đứng sừng sững trong bóng đêm, trên người tỏa ra sát khí dũng mãnh. Hơn nữa, đằng sau còn có hàng trăm xe chiến đấu bọc thép, xe tăng. Nòng bắn của những chiếc xe này đều đang nhắm vào sơn trang của nhà họ Hồng. Chỉ cần mệnh lệnh được đưa ra thì hỏa lực sẽ bao trùm nơi này. Trong vòng một giây, toàn hộ sơn trang nhà họ Hồng sẽ bị san bằng. Lúc này, nhìn thấy sự tuyệt vọng của chú Năm và chú Sáu, Hồng Vũ Chiết cũng bước đến cửa sổ một cách nặng nề, liếc nhìn ra ngoài. Một giây sau, ông ta chết lặng, rồi lùi về phía sau với vẻ mặt không thể tin nổi. Sao có thể như vậy chứ? Tại sao? Hồng Vũ Chiết tức giận gầm lên. Người nhà họ Hồng đâu? Hồng Vũ Chiết vừa hỏi xong, vài sĩ quan xông vào cửa, cung kính nói với Tiêu Chính Văn, bẩm chủ soái, 40.000 người nhà họ Hồng đều đã bị khống chế. Tổng cộng hơn 38.000 vũ khí và thiết bị đã bị thu giữ. Xin chủ soái chỉ thị hành động tiếp theo. Tiêu Chính Văn gật đầu, lạnh lùng nói, bắt giữ toàn bộ. Rõ. Mấy vị sĩ quan trả lời, sau đó lập tức rời đi. Lúc này, Hồng Vũ Chiết đã hoàn toàn sững sờ, nhìn Tiêu Chính Văn như thần chết trước mặt, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, hét lớn, chủ soái Tiêu, xin lỗi, tôi sai rồi, nhà họ Hồng chúng tôi sai rồi. Xin chủ soái Tiêu giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà họ Hồng chúng tôi một con đường sống. Chỉ cần cậu bỏ qua, nhà họ Hồng chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa để đền đáp ân tình của chủ soái Tiêu. Nhưng, Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng nói, tha cho các người một con đường sống ư. Nếu hôm nay, tôi không phải là vua Bắc Lương thì các người có bỏ qua cho tôi không? Các người có thả vợ con tôi đi không? Hồng Vũ Chiết, ông làm sai thì phải gánh chịu hậu quả. Hôm nay, ông nhất định phải chết. Nói xong, Tiêu Chính Văn đưa tay, rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra. Hồng Vũ Chiết hét lớn, không.
cậu không thể giết tôi được, vợ tôi là con gái của tứ trưởng lão Hạo Thiên Tông trong võ tông Hoa Quốc. Cậu giết tôi chính là đắc tội với Hạo Thiên Tông. Đến lúc đó, cậu sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của Hạo Thiên Tông và cả võ tông Hoa Quốc. Hạo Thiên Tông, mạnh lắm sao, nếu ai dám tới thì bản soái cũng sẽ giết hết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói rồi chuẩn bị bóp cò. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.